À cô ơi, trái cây này bán sao vậy cô? Dạ thưa. Ủa? Anh Thao. Là cô hả? Dạ. Sao mà lại tình cờ dữ vậy? Dạ. Cửa hàng này là của cô à? Dạ, cửa hàng này là của tôi đó. À, vậy hả? Ủa, mà anh đi đâu lạc vô cửa hàng này vậy? À, tôi đi thăm một người bạn. Rồi rảnh thời gian đi vào chơi luôn. Thấy cửa hàng này trái cây ngon quá, định ghé vô đây mua luôn đó. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Dạ, tôi cũng vậy. Không ngờ gặp lại anh. Thật ra là tôi muốn tìm để gặp lại anh, để mà cảm ơn anh. Vậy mà bữa nay mình cũng trùng hợp gặp lại nhau. Cô khách sáo quá ha, chuyện đó có gì đâu. Dạ, ủa, mà anh có gặp người bạn của anh chưa vậy? À, không có gặp, anh ấy không có ở nhà. À, sẵn tôi đi dạo luôn, nhưng mà không có rành gì đường xá cho lắm. Cho nên là tôi định đi về. Vậy thôi, để tôi đưa anh đi nha. Ở đây tôi rành đường xá dữ lắm. Ừ, thấy ngại quá hả? Có nên không? Dạ có gì đâu ngại. Coi như là có dịp để tôi cảm ơn anh đó mà. Tôi là chủ mà. Tôi muốn đi lúc nào đi, tôi muốn về lúc nào về. Anh đợi tôi vô lấy túi sách một chút xíu nha. Dạ. Anh đợi tôi nghe. Vậy cũng được. Mình đi anh. Mấy đứa ơi, coi cửa hàng giùm nghe. Đi anh. Thôi mình đi. Dạ. Cô Năm cứ tự nhiên nha. Thiệt, ai làm vợ của anh á, chắc có phước dữ lắm. Anh biết quan tâm tới người khác và lúc nào cũng chu đáo, nhẹ nhàng. Cảm ơn cô quá khen. Nói thiệt nha, tôi gài trống nuôi con mấy năm rồi đó. Đúng là thằng Đồng không nói sao với mình về má nó. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. Không có gì. Nói thật nghe, cô Năm là một người vừa dịu dàng nè, hiền lành nè, lại rất đảm đang nữa. Tôi nói thiệt nghe, tôi rất là ngưỡng mộ anh Hai Lợi đó. Phải chi mà anh Hai Lợi nhà tôi có được một phần quan tâm vợ giống như anh vậy thì tôi có phước biết mấy. Anh Hai Lợi vậy là không được rồi, bậy rồi, bậy rồi. Nói thật nghe, tôi mà có một người vợ như cô Năm đó nghe, là tôi sẽ hứa không bao giờ tôi làm cho vợ tôi buồn đâu. Lúc nào tôi cũng muốn vợ tôi nở một nụ cười thật hạnh phúc đó. Ăn, cô Năm ăn đi. Dạ cảm ơn anh. Ăn đi. Cho bia đi em ơi. Dạ có liền. Mời cô Năm. Dạ. Em, anh thấy mấy mẫu này cũng được nè. Em thích bên này hả? Nè, mấy cái này anh thấy đẹp lắm nè. Trên đây hả? Trên đây cũng được nè. Cái này già lắm. Cái này trẻ nè. Em sao vậy? Hồi nãy ở bên chỗ trang sức, dây chuyền, nhẫn dọc vàng quá trời, em không lựa được cái nào vậy em không thích. Tới đây mua giải để về may đồ, em cũng không chịu. Em bị sao vậy? Tôi muốn đi về. Em à, dù sao tụi mình cũng sắp là vợ chồng với nhau, tụi mình đừng có giữ khoảng cách nữa nha em. Vợ chồng cái con mắt của anh á. Nè, tránh xa tôi ra nha, tránh xa tôi ra nha. Làm gì mà sắp sắp vô vậy? Tôi nói cho anh biết đó nha, tía tôi á, hứa gả cho anh thì anh cưới tía tôi đi, đừng có hòng mà cưới tôi nha. Em Cô Năm. Chào anh Thao. Chào cô. Dạ. Vậy là mình có duyên gặp nhau nữa rồi. Ủa, bộ nhà cô ở gần đây à? Dạ, nhà tôi ở gần đây. Ủa, mà sao anh tới đây vậy? À, thì có người bạn nhờ tôi giúp vốn đây làm ăn, nên bây giờ tôi đi gặp anh ta. Vậy thôi à? Dạ, anh tốt bụng quá. Anh không sợ bạn anh đang khó khăn mà anh giúp đỡ bạn anh vậy thì có ảnh hưởng tới anh không anh? Tôi nói cho cô Năm nghe nè, tôi được có cái là may mắn. Trong làm ăn thì có lời ít hay là nhiều thôi chứ không có lỗ. Vậy đó. Anh giỏi quá, tôi thiệt là ngưỡng mộ anh.
Hai Lợi cũng là người rất là giỏi đó, tại sao cô không khen? Nói không phải là nói xấu chồng tôi, chứ thật ra chồng tôi giàu có thiệt, nhưng mà hả, ổng keo kiệt lắm. Tôi là vợ của ổng đó, mà ổng tính toán từng đồng từng cắt vậy á. Trời ơi, anh biết không, nói không phải than chứ thật sự ra tôi có tiếng mà không có miếng. Nếu vậy thì bây giờ cô nên thủ cho mình một số vốn để sau này lo cho bản thân mình đi. Tôi đâu có biết mần ăn gì đâu anh. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ trước lạ sao quen. Dạ. Nếu mà cô không ngại thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Cô thấy sao? Vậy cô nằm suy nghĩ đi. Thôi tôi đi nghe. Dạ. Có gì trả lời cho tôi biết nha. Dạ. Dạ. Tôi đi nghe cô Năm. Dạ. Sao bà không ngủ đi? Tôi có chuyện muốn nói với ông nè. Chuyện gì? Ông, tôi có bà bạn á. Lúc trước á hả, bà nghèo ghê lắm, nghèo sơ nghèo xác luôn vậy á. Nhưng mà hôm rồi tình cờ tôi gặp lại bà, tôi không ngờ luôn á. Trời đất ơi, bây giờ bà thay đổi dữ lắm, bà giàu lắm nghe ông, giàu kinh khủng luôn á. Tôi mới hỏi bà là tại sao giàu dữ vậy, bà mới nói là bà nhờ mần ăn buôn bán, cho nên bà mới giàu dữ vậy đó ông. Ông nè, rồi cái bà rủ tôi mần ăn, hùng vốn đi, mần ăn với bà. Trước sau gì tôi cũng giàu như bà hả? Cho nên tôi muốn nói với ông là ông cho tôi ít tiền để tôi hùng vốn với bà mần ăn nha. Thôi dẹp đi, thấy thì thấy như vậy thôi, chứ làm sao mà tin được. Giờ chuyện lừa lọc nhiều dữ lắm, bà không nên tin người quá đáng vậy đâu, coi chừng bà hối hận đó. Trời ơi, bà đó đó, bà giàu như vậy á thì bà lừa tôi bà được cái gì? Tôi nghèo hơn bà mà. Với lại bây giờ hả, bà đeo vàng mà vàng y nghe cả khúc gì nè. Ăn á là ăn toàn nhà hàng sang trọng không à, nhà cao cửa rộng. Bà gạt tôi thì được cái gì? Với lại bà là bạn thân của tôi mà. Đi ông. Tôi chỉ nhắc bà thôi. Đời mà, ai biết được chữ ngờ. Trời ơi, chữ ngờ chị không biết nữa. Bây giờ ông cứ cho tôi mượn một ít tiền đi, tôi hùng bằng ăn với bà. Tôi hứa với ông á là không lỗ, mà chỉ đem tiền lời về thôi. Tiền bạc á không phải là dễ kiếm, mà bà thì xưa nay bà chưa từng bằng ăn, bà đâu có biết cái gì. Dễ bị người ta lừa lắm, mình cứ phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Trời ơi là trời, chồng con gì mà chán dữ vậy. Ông vừa phải thôi chứ, ông keo kiệt bụng xỉn. Phải chi mà tôi lấy tiền trong nhà này nè, tôi ăn xài chơi bời gì đó thì ông tức, ông chửi mà không cho. Đằng này tôi lấy tiền tôi làm ăn thôi mà cô không cho là sao? Bà làm gì vậy? Bà làm cái gì mà bà nhảy đồng đẩm lên như cái đám con nít vậy? Chứ còn gì nữa, ở trong cái căn nhà này nè, tiền bạc ông dành dụm cho con ông thôi. Ủa, rồi con Thơm là ai? Con Thơm cũng là con của ông vậy. Tôi nuôi nó 20 năm nay nè, ông có bỏ đồng bạc nào ông nuôi nó không? Mà bây giờ xin một ít tiền thôi cũng không cho. Tôi mà biết vậy á, tôi không có về căn nhà này đâu. Thôi nín đi, ngủ đi. Không, để tôi suy nghĩ đã. Nói thì nhớ nghe chưa, để tôi trả lời với người ta. Ngủ đi. Đâu hả? Ra ngoài ngủ, ở đây đuối rồi. Xong. Hôm nay tôi hẹn gặp anh, tôi chỉ gom được có bao nhiêu đây hả? Mong anh giúp đỡ cho tôi, coi như là cho tôi hùng vốn bằng ăn nha anh nghe. Ai thì tôi còn từ chối, nhưng mà đối với cô Năm thì tôi sẵn lòng. Dạ, trăm sự nhờ anh. Nói thiệt nghe. Dạ. Mấy đời rồi không gặp. Cô Năm trẻ và đẹp ra rất nhiều đó nghe. Dạ, cảm ơn anh.
Nhớ vậy nghe không? Dạ rồi, em biết rồi. Vậy nha. Vậy nha. Em nhớ nghe chưa? Dạ. Ủa? Sao? Tên nào vậy? Sao mặt sao buồn dữ vậy? Anh á, đúng là cóc phải xoài mận gì anh cũng quên hết trơn á. Cái đầu phong lưu đa tình. Sao? 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 Con ở địa phải không? Dạ đúng rồi bác. Dạ. Trời mày to quá. Tao cứ tìm nhà của tía mày quá trời. Sẵn đây mày dẫn tao về nhà gặp tía mày đi. Đi đi. Đi. Dạ dạ. Đi. Ngó gì nữa. Mà cũng đâu. Xin mời quý khách ạ. À, cảm ơn cậu. Đây là tiền lời chuyến hàng đầu tiên của cô. Tôi gửi cô. Tiền lời? Ừ. Sao nhiều quá vậy anh? Cái này mà nhiều à? Không có nhiều đâu. Có những chuyến lời hơn gấp mấy lần cái này nữa. Thiệt, anh đúng là thần tài của tôi mà. Nói thật nha. Dạ. Tôi không muốn làm thần tài của em. Tôi chỉ muốn làm bạn tri kỷ của em. Mình ăn đi. Mình ăn đi anh. Anh nói thật, em là một người đàn bà rất là dễ thương. Mình ăn đi anh. Mình cắn. Kỳ này em về gom vốn để đưa thêm cho anh. Anh nhớ mà ngày cho tốt nha. Rồi, anh biết rồi. Em yên tâm đi. Đưa đây cho anh. Má về đâu không thấy xuống ăn cơm? Dạ má trở nên chuẩn bị gì á tía? Ăn cơm nè. Không ăn. Bà định đi đâu hả? Tôi đi mần ăn chứ không phải đi đàn đúm như ông. Bây giờ ông không lo cho tôi thì tôi phải lo cho bản thân tôi chứ. Không biết làm ăn cái giống ôn gì. Ăn rồi giác cái thầy đi miết. Trời ơi, gì vậy? Sao lại có mặt ở đây vậy? Trời ơi, gặp lại cố nhân sao bà lạnh lùng hỏi câu nghe thấy nản quá vậy? Thôi 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 thôi, đừng đến nhà tôi nữa, muốn hẹn hò gì đi ra ngoài đi, đi. Ai vô nhà bà nào? Tôi đứng ngoài hàng rào mà, đu như chó vậy ông thấy hả? Tìm tôi có chuyện gì không? Nói đi, cười hoài vậy? Bà làm gì bà la tôi dữ vậy? Dù sao gì tôi với bà cũng đã từng... Nè, hết rồi nghe chưa? Giữa tôi với ông không còn gì nữa nghe chưa? Tìm tôi có gì không? Công nhận nha, người đẹp gì lụa thiệt. Ở nhà cao cửa rộng vậy, tôi thấy bà tươi xanh đó nghe. Thôi 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 thôi, đẹp ra luôn á. Bây giờ có cái gì? Nói đi, tôi với ông không còn gì hết á, đừng có tìm tôi nữa. Nhớ bà. Nhớ cái gì mà nhớ? Qua thăm bà thôi. Cần gì? Nói đại ra đi. Bởi tôi ơi, bà thông minh dễ sợ. Sanh tôi ra là chỉ có cha mẹ tôi. Bà hiểu tôi thì chỉ có bà mới hiểu tôi thôi. Không nói dấu gì bà, tôi đang kẹt, tính mượn bà chút đỉnh. Cả
cần cái này chứ gì. Lẹ, lẹ, lẹ. Nè Hương, cầm tiền rồi biến đi nghe chưa. Cấm ông không được lai vãng tới đây nữa, hiểu chưa? Tôi thích bà chỗ đó đó. Khoái bà, thông minh nói cái hiểu liền. Có cái này tôi đi ngay. Đi đi. Mày muốn tôi ghé nữa nghe. Cái gì? Điểu kém. Uống gì? Có ly trà đai. Nè, ông uống đi. Chứ dạo này bà đi đâu mà bà bỏ quán miết vậy? Tôi đi chia sẻ nỗi buồn và mang niềm vui đến cho người khác. Làm sao? Ông biết vậy được rồi. Có chuyện gì mà ông đâm chiêu dữ vậy? Chắc là chuyện con Đào nữa chứ gì. Nè, tôi nói cho ông nghe, ép dầu ép mỡ, chai nở ép duyên con. Bây giờ là thời buổi gì rồi? Con cái nó lớn rồi, hễ nó ưng đâu thì mình gả đó. Sau này nó hạnh phúc thì nó nhờ, nó khổ thì nó ráng chịu, nó không trách mình được. Ông nhắm á, ông có sống đời với con được không? Trách cái gì mà trách. Tôi nhìn nó là không có làm người. Tôi cản nó vậy, nó không cảm ơn tôi thôi chứ trách tôi cái gì. Già đầu mà còn cố chấp bảo thủ quá à. Nè, tôi nói cho ông nghe nè. Thôi im đi. Bà biết cái gì bà nói. Chuyện này chuyện gia đình tôi mà bà cứ xen xen vô hoài. Thiếu tiền ly trà đá đó. Mày muốn tính gấp đôi đó, cha già mất dịch. Đi tướng thấy ghét không? Không biết ngu gì, ngu dữ gì. Hồ đồ hỗn độn. Bây giờ bế chuyện ra hết trơn, trò thiệt tình. Mày đừng có làm cái chuyện gì thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu mà. Trời trưa nắng, vừa đi vừa lầu bầu mình gì, người chắc không được bình thường. Cái thứ mà người ta đi mà người ta lèm bèm một mình là người ta có cái tâm sự, kệ người ta. Cái thứ không bình thường là cái thứ mà tự nhiên mà thấy người ta đi mà chặn đường lại mà đâm thọt á. Cái thứ đó mới không bình thường, cần phải coi lại. Nói đúng nè. Cái người bình thường là người ta đứng gì nè, còn người không bình thường á, nghe không, dậm chân dậm tay đi mà vườn vậy, chỉ có khùng mới vậy thôi. Mày đừng có vô duyên quá mày ơi. Tao dặm là tao dặm cái đường xá, dặm động mồ động mã nhà mày hả? Tao thứ gì mà đâm thọt đủ kiểu à. Người ta hỏi thôi chứ gì đâu đâm thọt. Ê, quạo quạo vậy chắc bị bà Mai bà đá đít rồi phải không? Xin lỗi mày, tao đang cầu nguyện cho tao có đít để cho bà đá đó. Cha mẹ tao để ra có cái bánh chè không á. Thứ gì đâu mà đàn ông mà nhiều chuyện như con quỷ nè. Tao dặm này rồi mày làm gì tao không? Vô duyên. Ờ à, tao quên, mày giận cũng có lý do đó. Bị mày tên địa mà. Tao dậm rồi nè, dậm trên đất nè, rồi coi như dậm trên đầu mày. Mày tức hả? Thứ thì nhiều chuyện. Dậm mà cũng trúng cho ba cái nữa. Mà đúng à, công nhận ông nói thiệt đó ta. Ủa sao đàn ông mà không có miếng đít nào hết ta? Lạ. Cha này ngồi đâu chắc, ngồi lâu chắc đau lắm, xương nó tròn, chịu sao nổi. Già mà còn thất tình thấy gớm. Bà biết cái gì bà nói? Chuyện này chuyện gia đình tôi mà bà cứ xen xen ra hoài. Đúng là đàn ông vô tâm vô tình bạc bẽo mà.
nói mà không sợ đụng chạm người ta. Thiệt, nhớ tới mà đau lòng. Mà mình cũng kỳ nữa, ai biểu tòa lanh chuyện người ta. Mình có là cái gì của ổng đâu mà chen vô, bị người ta làm cho bẻ mặt à. Chán thiệt. Cho gì uống cái coi. Bữa nay không có bán. Kỳ vậy ta. Quán mở cửa, bà ngồi một đống trình in gì mà không bán là sao? Một đống kệ tôi. Tôi không muốn bán là tôi không bán. Được chưa? Trời ơi, hết cha hai lợi giờ tới bả. Ngày hôm nay tôi gặp toàn là cái thứ gì đâu không. Cái gì? Ông làm nhảm cái gì đó hả? Không có là thôi, không bán thôi tôi đi, đi chỗ khác. Nãy vô sao phải ra vậy? Nè, coi chừng rách quần đó. Ai da? Không rách mà nó dướng nè. Ai da? Đinh không? Rách quần không sợ, sợ trật giò. Quất vô cái này cái đau lắm. Thấy mà ớn à. Xoài với tôi nè, ngon lắm. Gì vậy trời, kỳ vậy. Cái ngày này sáng giờ ai cũng sao đâu. Không còn gì để nói nữa rồi. Chắc tôi chết quá. Phản bội. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy bà? Bà đẹp chứ bà đâu có khùng đâu, bà làm gì vậy? Cái gì mà khóc lóc ỉ o dữ vậy? Nói tôi nghe coi chuyện gì. Sao? Chuyện gì? Nói tôi nghe. Sao nói đi gặp người yêu mà về sớm vậy? Rồi làm gì khóc? Hả? Khổ quá Lê ơi. Rồi biết là ông khổ rồi. Mà nói tôi nghe coi chuyện gì. Sao? Tôi không ngờ người yêu tôi là kẻ bắt cá hai tay. Tôi thấy hụt hẫng quá. Tôi bị tổn thương quá. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa bà Lê ơi. Sao dám nói như vậy? Bộ chính mắt thấy người ta hẹn hò hay sao? Đúng rồi đó. Trời ơi, còn hẹn trước khi gặp tôi nữa chứ. Tôi thấy hai người họ hả, chàng dai bá cổ đi chung với nhau, rồi ôm dai nhìn tình tư lắm kìa. Thôi, đời mà nhiều khi mình thấy như vậy nhưng mà không phải như vậy. Mà thấy không phải như vậy á thì nó lại như vậy. Nói chung lại vậy đó, hiểu không? Hả? Bà nói gì tôi không hiểu gì hết vậy? Thì tôi cũng đâu có hiểu gì đâu. Tôi mệt rồi quá à. Cái ánh mắt tôi nhìn thấy nè, không phải vậy là sao? Nếu mà như vậy á thì đi gặp trực tiếp rồi hỏi cho ra lẽ đi. Chứ giờ bà ngồi đây bà khóc thì được cái gì? Đúng không? Được cái người yêu của bà cũng kỳ nữa. Thương không thương thì nói thẳng tiếng đi. Chứ mà mận gì kỳ vậy? Giờ còn nói gì nữa. Trời ơi, ông thấy tôi giận hả? Tôi bỏ điền lèo vậy á mà không thèm đuổi theo nữa. Bỏ tôi mình vậy á, thương cái nỗi gì. Trời ơi, thôi. Thôi mà tôi khổ. Thôi. Làm quá à. Thất tình mà làm như lại gì vậy đó. Nín sao đi. Mà dữ quá vậy? Sao lúc nào bà binh tôi vậy trơn vậy? Nói nữa tôi tát mặt bây giờ. Nói không?
Nhất tủ thiên sầu tủ giải rượu. Trời cái văn chương của mày không có sách nào mà viết hết. Mà tao nói thật với mày đừng có làm hoài như vậy. Ra gặp mặt thẳng với đầu luôn, được đích nói chuyện. Vô ích, không có được cái giống gì đâu. Bỏ đi, rồi tao cũng sẽ tìm cách quên đạo thôi. Mày quên bằng cách nào? Bây giờ thì chưa biết, rồi từ từ cũng có. Nhưng mà bước đầu tiên là rượu nè. Rượu có thể làm cho tao quên sầu. Rồi thời gian thôi, thời gian sẽ đưa thôi. Thôi mày đừng có hát nữa, Tao bực mày quá. Đợi mày quên là mày vô hòm nằm rồi mày biết không? Ê, giờ tao tính gì nha. Tao ra ngoài đó mua cái hòm để sẵn cho mày nha. Ờ được á. Còn chừng nào mày chưa muốn chết á, mày dựng lên làm cái tủ buffet. Ê, cái hòm nhớ mua màu trắng à. Mày mướn 6 con ngựa đi đầu luôn. Còn chừng nào rượu giết mày xong á, tao bỏ mày vô trọng đấm nắp lại cho mày khói ra luôn. Yên tâm đi, tao đi mua nè. Đi mày. Cảm ơn mày nghe thằng ông nội. Trời ơi, sao đứng ở ngoài mà không vô? Em vô, em nói chuyện nói gì mà anh đi nè. Anh khổ quá rồi, bó tay luôn rồi. Vô đây. Ê, kêu bạn mày vô ngồi uống luôn cho vui. Đó. Vô ngồi uống luôn nè, bạn tắm bảnh nè. Em ngồi đi em. Rồi, hai người ngồi xong rồi nói chuyện gì với nhau đi ha. Anh hứa với lòng là anh không nghe gì hết trơn á. Coi như anh không có ở đây đi. Trời là trời, tại sao mà nhìn nhau không nói gì hết trơn vậy? Giờ không nói phải không? Tôi nói luôn nè. Bắt đầu. Bây giờ em yêu thằng Hải không? Gật đầu là có. Mày có yêu bắt đầu không? Tao cứu mày bây giờ. Hai người yêu nhau như vậy thì bây giờ hai người yêu nhau đến với nhau đi. Rồi bỏ trốn đi. Bỏ nhà trốn. Thời gian sau bác hai sẽ biết là hai đứa yêu nhau, hiểu nhau rồi hai đứa dọn nhà về. Trốn đâu? Trốn nhà tao cho nó gần nè. Được không? Tức quá cách gì cũng không được. Ngồi im lặng vậy làm sao mà tôi nói chuyện? Làm sao tôi nghe lén tôi rình được một chuyện gì? Tôi nói tiếp. Quê bỏ đi. Nó nói vậy rồi thì trốn luôn nha. Trốn ở đâu? Thì trốn nhà tắm bảnh nè. Cũng như không à. Vậy mình bỏ đi thật xa được không? Vậy uống đi giải quyết sao vô. Uống hết chai này nghỉ nè. Rót tiếp đi. Mình nói vậy được không ta? Bà cho tôi xin lỗi nha Mai. Đừng có buồn tôi. Cũng không được. Nói vậy không có vẻ thành ý lắm. Mai, vì quá nóng giận tôi đã làm Mai buồn. Mai tha lỗi cho tôi nha Mai. Mai đừng giận tôi nữa. Tôi cảm ơn. Đưa tay cho anh. Ê, coi chừng dướng. Dướng gì? Dướng cái cây nè mày. Mời đi, mời đi. Dì Mai. Dì Mai ơi. Gì vậy? Làm gì vậy tụi bay? Dạ. Làm gì dạ. Sáng sớm leo rào qua. Mặt mày nó nào nấy coi kìa. Đi giày cho khỏi ai thấy mình. Vậy hả? Dạ. Yên tâm đi, tụi con đã tính toán xong xuôi rồi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Tính cái gì? Ông ai cho tụi bay hẹn hò tới đây? Bác hai mới qua chơi. Bác hai ngồi đi. Con làm đám me cho bác hai uống cho mát nghe. Cảm ơn mày. Tao đang nổi điên. Tao không muốn uống. Dạ bác hai bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ nói. Dạ chứ mà bác hai. Tao nói cho mày biết. Thằng Hải. Dạ. Tao cấm mày không được gặp con Đào nữa nghe chưa? Bác hai. Dạ. Bác hai, nếu bác cứ nóng cái gì hoài, bác cứ ngăn cản vậy hoài á là ảnh hưởng cái tình duyên của đôi lứa lắm. Dạ, con nghĩ là tụi nó thương nhau. Mày nín đi. Nha, mày tao chưa nói tới đó. Nha, tao nói cho mày biết. Mày mà còn ý kiến ấy cò vô cái chuyện này nữa
Chuyện của mày với con Mận á, tao giải quyết một phát một thôi đó. Trời ơi, liên can luôn vậy. Con kia. Dạ tía. Đi về. Tía, tía vô tình quá. Vô tình thì cũng tăng 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 tăng. Về mày. Vậy mà ông cũng đờn được, hay thiệt. Vì chơi kỳ quá, vì chơi không có đẹp. Khách quen ủng hộ quán hàng ngày luôn, mà vị giác bắt hai lại đây gặp mặt chi không biết nữa. Trời rồi bây giờ mọi chuyện đổ bể lum hết trơn á. Trời ơi, vì đâu có biết đâu, mới mở quán ra là ông nhào vô, tao đâu có biết đâu. Không biết gì không biết, đã mọi chuyện tụi con đã tính hết trơn rồi, bây giờ tự nhiên gặp ổng, bây giờ sao không biết luôn. Tao nói bay á, thôi đi. Nói vậy á, chứ ổng á, ngoài mặt ổng làm hung làm dữ vậy đó, chứ trong bụng ổng không có gì đâu. Bình này giờ không biết giờ tự nhiên giờ vị Bình để ớn luôn á. Bình đâu mà Bình. Làm như vậy mai yêu ổng vậy. Mày thiệt à. Nhưng mà tao nói cho bay nghe nè, dù gì cũng tình làng nghĩa xóm, thì chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Tụi bay làm quá, ổng đi luôn á, không có tới đi uống cà phê á, thì tao bị ế. Không phải, quán gì ế, nghe không con? Thôi, đừng có buồn nữa mẹ ơi. Nghe. Sao không buồn? Thôi đi tụi con ơi, nói chơi vậy thôi, từ từ rồi giải quyết, nghe không con? Ổng tuy vậy nhưng mà không phải vậy đâu, dì biết mà. Ăn gì vậy? Xoài má. Miễn kệ. Nè, má tự cắt đi. Trời. Má. Gì? Dạo này á thấy má không ở nhà, má đi đâu má đi miết vậy? Má đừng có nói với con là má có phi vụ làm ăn lớn rồi nha. Chính xác. Lúc này á, má đang có vụ mần ăn lớn, cho nên á, má phải thường xuyên đi giao thiệp những mối lớn và quen biết với những người lớn, hiểu chưa? Má ơi, vậy? Con có biết đó là cái mối làm ăn của má lớn như thế nào, nhưng mà con thấy niềm vui của tía là không có lớn chút nào hết á. Trời ơi, ổng vui không vui á, không ảnh hưởng gì tới tao hết á. Tao phải lên đi làm để kiếm tiền nữa chứ bộ. Mấy mốt tía hả, đuổi hai má con ra đường bây giờ. Nè, dẹp chuyện đó qua bên đi. Dù mày á, mày có dành đồng lại được chưa? Má mắc cười quá. Má nhìn con đi, tự nhiên con đẹp vậy, đồng lại gì mà mắc gì con phải dành. Mày á, mà vô được đồng á, giống như là chuột xa hủ nếp vậy mày biết không? Má muốn xa vô hủ nếp thì tự má đi xa vô hủ nếp. Tự nhiên suốt ngày có đứa con gái à, bắt nó xa hết hủ này tới hủ kia. Tao biết tao phải làm gì mà, nhưng mà những chuyện này tao không nên nói ra trong căn nhà này. Tao chỉ cho mày biết một điều là má của mày không có ngu đâu. Bí mật. Chí vậy? Mày làm cái gì vậy hả? Tự nhiên con gái vác cái mặt đi tìm trai là sao hả? Tao cấm mày rồi mà, tao nói là không cho quan hệ với cái thằng Hải đó nữa. Tía, mày còn làm mặt nặng mặt nhẹ với tao hả? Tao nói cho mày biết trước, còn một lần nữa mà tao nghe phong phanh mày với thằng Hải đó mà còn dính líu với nhau nha, là từ nay trở đi á, đừng có trách tao tại sao là bỏ tình làng nghĩa xóm nghe chưa. Tía. Dạ tía. Sao vậy? Thầy. Thôi mà, đừng có buồn nữa, để tía nguôi giận rồi mình kiếm cách khác nha. Ai ăn cái gì mà dơ quá vậy không biết. Ê, tôi là tôi thấy tía nói đúng rồi đó. Con gái con đứa gì suốt ngày tìm trai, suốt ngày đi qua nhà trai. Mà hả, tôi nói cho chị biết nghe chưa, là hả, anh Hải á, thôi anh đi, không có thèm chị nữa đâu. Từ thôi bỏ đi, đi, đừng có đi theo thèm anh Hải nữa. Tôi nói cô thôi đi, cô có nghe em vậy? Ủa, tôi thích nói, chị làm gì tôi? Con gái con lứa gì đâu mà ăn nói kỳ cục.
Tôi nói cho chị biết, chị mà kiếm chuyện với tôi bét tiếng cho coi. Trời đất ơi, riết rồi, nhà này là nhà của ai vậy? Thôi, cho tôi hỏi, dạ, có bà Năm ngồi ở nhà không? Dạ, dạ, chú chờ con chút. Dì Năm ơi, dì Năm ơi, có người tìm gì kìa. Dạ chú ngồi đi. Ai? Ai tìm, ai kiếm gì tôi đó? Dạ. Ai đây? Ôi, gì vậy? Ông tới đây làm gì vậy? Tôi đã đưa tiền cho ông rồi mà. Tôi tới là bà biết rồi, hỏi chi cho nó dư vậy không biết nữa. Tôi nhớ bà, tôi thương bà. Hôm bữa bà đưa tôi rồi, tại vì hôm nay tôi thu độ nên tới đây dai bà ít nữa. Tôi không phải là cái máy in tiền, đi về đi. Giờ bà đuổi tôi phải không? Được rồi, để tôi nói chuyện với ông Hai Lợi về cái vụ bà. Thôi được rồi, đi về đi rồi mai tôi đưa. Vậy mới dễ thương phải không? Nhớ nghe. Ừ, khoái bà cái đó. Thưởng cái nè. Quên quên. Nhớ nghe. Đi đi. Thứ gì đâu á. Ai vậy? Trời ơi, làm gì giật mình? Chứ ông ở sau lưng xà lên tôi hết hồn. Ai đâu? Chắc có cái gì mờ ám mới giật mình phải không? Không phải. Ông đó là chồng của bà bạn. Ông tới để hỏi vợ ông có tới đây chơi không. Rồi tôi nói không có, ông đi về. Từ xưa tới giờ có bà nào lạ lạ mà vợ của cái ông nào đâu tới đâu. Trời ơi, ở tuốt ở trên xóm trên làm sao mà không biết được. Tôi đi vô nghe. Vô nghe. Chứ ngồi đây chị. Ê, cái gì vậy ông? Đi rậu mà. Vô đi. Sao mà tôi nằm mơ tôi thấy tôi bị cướp. Chắc là còn ám ảnh cái chuyện vừa rồi đó. Thôi ngủ tiếp đi. Không sao đâu, đừng có suy nghĩ. Tiền nè, cầm lấy đi. Tôi còn có nhiều đó đó. Đừng có làm phiền tôi nữa. Nhắc lại chuyện ngày xưa, tự nhiên có tiền thôi. Dù gì cũng là vợ chồng mà. Không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Thấy thương quá. Anh đi nha vợ. Đi đi, đi lẹ đi. Ghét vậy sợ. Ôi, bữa nay tao hên quá mày ơi, tao hên quá. Con Năm này mày. Tao luôn. Vô mày. Mày hả mày? Đói heo. Khoan để đó. Heo hả? Heo. Chết đi tao.
tứ quý nữa. Cất thì chưa? Chặt đeo tao hả mày? Tới luôn nè. Luôn. Tới luôn nè. 5 cây. Tới 5 cây. Ơ, đã, xem nè. Trung tiền lên đi mày. Lại lên, trung tiền đi. Trung tiền đi, lại lên. Trung đi, trung đi. Trung đi, trung đi, trung đi. Còn tao nữa nha, không có thiếu à. 50. Cảm ơn nha. Ê, chứ không thiếu nha, không thiếu nha. Ờ. Sao vậy, sao vậy? Còn chơi đi còn mà. Móng túi ông rồi, móng túi rồi, có tiền mới chơi mày. Móng tiền cái đi, có tiền mới chơi, có tiền mới chơi. Có tiền mới chơi chứ, tính hết rồi. Thôi móc ra đi, có tiền mới chơi. Con nào cầm này hả? Vậy, cái điện thoại này hả? Cầm cái gì này ông nội? Mới nó có tiền mà giờ cầm điện thoại, xạo không? Cầm đi nhiêu cũng được mà loại gì cũng biết nữa. Mày coi đi, mày coi đi, cầm được không? Ông nghĩ sao vậy? Cái điện thoại này á, chỉ thôi đủ một ván nhì thôi á. Ông nghĩ được sao thôi, tôi cầm vậy? Để tôi coi. Miễn sao có tiền chơi tiếp là được rồi. Đâu phải chơi chùa. Thôi đi ông nội. Không có tiền á thì đi chỗ khác. Biến. Biến. Nha, biến khỏi liền. Để tao đen một tí là chơi. Ok. Mày nói đúng á. Alo alo. À mày làm tí hả? Lại đây chơi nè. À chú. Ê nào ơi. Hay quá. Cầm tao cái này đi, tao quýnh dán tao gửi lại nghe. Làm ơn cầm tao đi. Rồi để con cầm cho. Bây giờ tụi bay khỏi cần đuổi. Cái dòng này á để tao tiễn cho. Ok nha. Để đây. Dạ bây giờ chú đi theo tôi nha. Đi đâu ông nội? À dạ ông chủ của tôi á muốn gặp chú nha. Đi. Cái vụ này căng thẳng rồi nha. Ê trả điện thoại lại. Đi theo tôi. Rồi sao mày? Bạn mày tới chưa? Chắc nó tới liền đó. Tới lẹ đi. Lâu quá. Ừ. Kỳ này về miền Tây hả? Chắc tôi lẹ chú. Kiếm cái gì? Dạ, con chào ông. Thì tôi kiếm cô Út nào dạ. Dễ thương, hiền hậu. Dạ, thưa ông, đây là ông Tư Búa. Mẹ tôi xuống. Dạ. Ừ. Dạ, chào ông con đi. Ừ. Thôi đi ông. Dạ. Trời ơi, con trai miền Tây. Ê, ê, ê. Dạ. Trả điện thoại lại cho tôi. Dạ, tôi quên. Dạ. Dạ, anh chào ông. Ừ. Ngồi đi. Nghe nói miền Tây con trai thiệt dễ thương khi đã yêu ai là yêu là. Tôi biết anh không biết tôi. Nhưng mà tôi biết rất rõ về con người của anh. Tôi biết hiện tại là anh rất cần tiền. Tôi đang cần một trợ lý. Công việc cũng rất là đơn giản. Tiền lương thì rất hậu hĩnh. Cho anh suy nghĩ đó. Trai làng miền Tây còn say xỉn suốt đêm ngày. Nhậu vô tiên. Suy nghĩ xong chưa? Nghiêng ngả đất trời bước cao mà bước thấp. Ngồi đó làm cái gì? Đi. Không ai là ai cây cài, không ai cây cài. Ơi họ là họ. Anh. Ngồi đi. À. Giới thiệu với bà, đây là Tư Búa, trợ thủ của tôi. Dạ. Giới thiệu với chú, đây là bà Năm Ngọ, đối tác làm ăn của tôi. À xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo. Dạ em nghe nè anh ba. Dạ, hàng gì rồi hả anh ba? Dạ quý khách dùng gì nữa không ạ? Đợi một chút đi. Dạ. Nè, vậy là sao? Ông trợ thủ gì cho ông Thao? Hả? Trợ thủ thôi, bình thường thôi. Mà trợ thủ là cái gì? Là bảo kê đồ nợ. Ừ. Xin lỗi nghe. Dạ. Tôi có điện thoại chút xíu. Biên nghe, biên nghe. Em ơi, cho máy cho Biên em ơi. Thực hiện bộ phim trốn chạy
Mày có coi phim Người Tàn Hình chưa? Tính đi đâu mà làm kinh khủng vậy? Con Ngồi xuống đó. Tiền. Ngồi xuống. Chưa thấy ai đi trốn mà ngu như mày. Phóng cái xà trên kia không thấy ai, phóng mẹ ra đường đi. Đứng ôm cột điện, ôm tường, ôm đồ. Hả? Mày tính đi đâu? Ai biết đâu à. Canh dữ lắm mà tự nhiên tới núp ở đâu trong đó, sao thấy? Mày canh. Mày canh tao bằng tao canh mày à. Còn lâu mày mới thoát khỏi tay tao. Không có đi đâu hết. Ở nhà chờ ngày mơ thằng Đồng xuống dạm ngõ. Chấm hết. Mày có ghét mày cũng ở trong nhà này. Hận tao. Cũng có thể còn hận tía. Nhưng sau này tương lai của con như thế nào, lúc đó con sẽ hết hận. Kệ nó đi. Tí thương em lắm. Tí thương cho nên tí mới nghĩ cậu Đồng là người có thể bao bọc che chở cho em, nên tí mới làm vậy, em hiểu không? Nhưng mà cưới nhau về mà không có tình yêu, sao mà sống được hả hai? Em không có làm được đâu. Mày ăn gì chưa vậy? Để tao chạy ra ngoài trước tao mua bánh mì kẹp mắm lóc vô cho mày ăn nha. Thôi đó, khỏi ăn lắm. Ăn ối chứ. Mà nhớ mắm lóc mới nhớ. Hình như là có ai làm mắm ruốc xung quanh xóm mình vậy ta. Ghê quá. Trời ơi. Trời ơi. Nó bốc từ đây nè. Mày tắm gì vậy? Tuần nào không tắm. Trời ơi. Tuần nào không tắm luôn hả? Thôi thôi. Bây giờ mày làm ơn làm phước đi, đừng có tự kỷ gì hoài nữa. Tập hợp được quá. Theo tao. Theo tao. Đi theo tao. Đi theo tao liền. Ê, xì. Cái gì? Tao biết cái mùi mắm ruốc nó xuất phát từ đâu rồi. Từ đâu? Đây nè. Hèn chi cái mùi đầm quá. Bây giờ muốn nó hết không? Sao hết? Ừ. Rồi. Cà lên cà xuống. À, con gì rách áo tao mày. Trời ơi trời. Vậy nó mới hết. Trời ơi, vừa áo luôn nè. Đi nè. Đi đâu? Đi theo tao. Tao dắt mày đi tới chỗ này. Bảo đảm mày hết buồn liền. Tức chết đi được. Chưa tìm được cách đuổi con trẻ đi. Rồi bây giờ ông Thao thâu tóm con trẻ về. Không biết phải làm sao bây giờ nữa đây. Thiệt tình vậy đó. Đi theo tao. Không có buồn gì hết trơn á. Thế giới này không có chuyện gì mà buồn. Nè, vô đây khuây khỏa một cái là hết liền. Nè, đi. Vô đi. Vô. Một, một, hai, ba, ba. Vô. Gừng quá. Gừng quá. Ủa dành miếng này. Anh, xanh đi lấy vợ sớm quá vợ. Trời ơi, có gì đâu. Thì anh đi lấy vợ chẳng qua là vì anh thích cái gia tài của người đó thôi.
Với lại có một điều á, là cái cô đó đó lúc nào cũng làm anh bẻ mặt trước mặt mọi người. Bây giờ anh lấy về, anh hành hạ lại trả thù. Có vậy mà em cũng hiểu nữa. Vô đi, vô. Chuyện không có gì hết á, vô đi, vô. Đợi anh chút nha. Hút cái coi. Cảm ơn anh. Alo. Rồi. Không sao. Trời, con biết rồi. Chơi xíu con về à. Rồi vậy nha. Rồi 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 rồi. Ê cái thằng mở vậy. Nhiều chuyện đó hả? Cái gì vụ gì? Mày nghĩ sao hả? Mày nghĩ sao? Mày sắp lấy Đào làm vợ mà mày còn ăn chơi xa đỏ cái kiểu đó hả? Hả mày? Ủa thằng đồng này đó giờ ăn chơi có thằng nào quản lý được không? Nhưng mà Đào sắp làm vợ của mày, mày không được làm cho cô ấy khổ chứ. Ủa mày ngộ vậy, mày lấy tư cách gì mày quản lý tao? Cuộc sống của tao, tao muốn làm gì tao làm. Nhưng tao thấy mày rõ ràng nè. Tao thấy mày rõ ràng, con nhỏ trong kia nó hửi mày tới luôn. Trời. Gì đâu? Cái thứ lòng lợn dạ xấu như mày. Gì? Làm sao con Đào dám cưới mày? Ủa cái đó là chuyện của tao với Đào. Đó là chuyện hôn nhân của tao. Tụi bay không có cái cửa nào mà xen vào chuyện của tao hết á. Giờ sao? Tụi bay muốn gì? Định làm gì tao? À, định làm gì mày hả? Mày giỡn mặt cái tuyệt chiêu của tao hả? Bây giờ sao mập hả? Chiêu gì? Mập? Tao đứng đây nè. Có nãy giờ mày nhoi không mà? Tao đứng đây nè, muốn làm gì làm đi. Mày bình tĩnh coi. Mày để tao nói chuyện với nó. Rồi nói đi. Mày sắp làm chồng của Đào rồi. Tao không muốn thấy mày đi ăn chơi với mấy con nhỏ đó nữa. Rồi sao giờ tao thích đi mày làm gì tao? Chẳng lẽ hàng bay đi bác ông hai hả? Tao thách luôn đó. Đi nói thử đi. Nhưng mà Đào sắp làm vợ của mày mà. Đó là chuyện bình thường thôi. Bây giờ nè, tao thấy mày cũng tội. Thương Đào mà không có đám cưới được đúng không? Thôi bây giờ tao cưới trước. Tao xài cho đã rồi tao chán. Rồi tao để lại cho mày. Chịu không? Bảnh. Con người mới làm những cái đồ vật nó xài xong nó bỏ qua cho mày kìa. Ủa chuyện bình thường mà. Gì đâu. Hỗn loạn. Hôm nay mà tao đánh mày không lòi mở, tao làm con của mày đó. Ê, làm gì vậy? Có sao không? Mày làm gì mà hai đứa đánh mày vậy? Sao không? Thôi bỏ đi. Thôi vô dậu tiếp đi. Đi vô đi. Làm em hết hồn mà. Vậy là hai bác con mới quạt. À. Ủa mày đi đâu đây? Dạ bác, con có chuyện quan trọng muốn nói với hai bác. Chuyện gì quan trọng nói nghe thử. Về chỗ làng xóm lâu năm, bây giờ mà con không nói chuyện này á, mai mốt mà hai bác biết chuyện hai bác trách con. Mà con nói ra sợ hai bác không tin rồi cái mặt con quê kỳ lắm. Thì ít nhất tao cũng phải biết chuyện gì chứ. Thì con sợ nói ra chuyện này bác sẽ bị sốc á. Bác xỉu luôn á. Chuyện gì mà ghê gớm vậy? Nói đi coi xỉu không? Dạ. Cái chuyện thằng Đông đó bác. Đông sao? Thằng Đông nó là con người cá độ, ăn chơi xa đỏ. Con mới vừa thấy nó trong phòng với đám bạn con gái không. Mày nói thằng Đông cá độ? Dạ. Ăn chơi xa đỏ hả? Dạ. Mày biết chắc vậy luôn? Có mấy chắc mà chính mắt con thấy mà. Vậy là mày cũng y chang ở trong đó. Mày có vô trong đó thì mày mới biết chứ, đúng không? Con á. Con sao? Nè, nói cái gì á thì phải có bằng chứng đàng hoàng. Nói không kiểu này không có ai tin đâu nha. Trời, mà thật sự á là nó không phải người tốt bác ơi. Còn biết nói sao cho bác tin á. Chính mắt con thấy mà. Tao nói cho mày nghe, mày đừng có tìm cách chia rẽ thằng Đồng với lại con Đào. Vài bữa nữa đó là gia đình thằng Đồng qua bỏ lễ dạm ngõ rồi. À, mày đừng có tìm cách chia rẽ cho mắt công. Bác, trời ơi, không biết nói sao cho bác tin nữa. Thôi về đi. Con tức quá. Đánh con trước giờ không thôi. Mặt heo, mày ở đâu ạ? Tao không kiếm mày. Dạ thưa bác.
Dạ thưa bác, con mới qua. Đó, mình nhớ cái mày. Nhớ gì? Dạy một bài học mà chưa sợ. Cái đoạn chơi xa đỏ hạ luôn. Cái gì? Thì ra là mày với lại thằng Hải hè nhau quánh thằng Đồng đó hả? Dạ không phải, chỉ có thằng Hải đánh thôi hả? Còn kế giờ còn đạp mấy cái thôi. Hay quá ha. Nè, Đồng á là nó rộng lượng á ha, nó mới để im chuyện mà bỏ qua. Chứ mà gặp người khác á hả, đánh thằng nhỏ vậy hả, nó đạp lại cho mấy đạp chứ đừng nói. À, dạ không sao đâu hai bác, chứ có lẽ là anh Hải không có thích chuyện mà con cưới được Đào, cho nên chút giận lên con như vậy. Còn Bảnh đây á, bạn thân của Hải mà, chắc cảm thấy bất bình giùm Hải cho nên bên vực bạn mình thôi. Mày thôi, mày đứng đó mày bậm mày trợn cái gì nữa. Mày tới đây mày nói đó, nói xong thì đi về đi. Từ nay á, bỏ cái tính tiểu nhân nó đi nghe không? Trời, con thiệt tức quá đi. Nó nói mà hai bác không tin thì con phải cố gắng. Con tìm về chân tướng của nó nè. Mày nhớ nha, thằng mặt mập chảy xệ dường cướp là làng hả mày? Dạ con cảm ơn hai bác nhiều. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Uống nước. Dạ. Vì mày biết không, hồi nãy con với thằng Bảnh nhào vô tả xung hữu đột, coi như là đánh nó bầm dập luôn. Bao nhiêu tức giận con dồn vô ngay lúc đó. Cũng may là ngay lúc đó có mấy đứa bạn của nó can á, không thôi là nó bầm mình với tụi con đội. Ờ đúng rồi. Con á, con đập nó đi cho nó bỏ cái thói phong lưu đa tình. Cái thằng đó, cái bản mặt mập với con heo mà mày đặt, khoái gái nhìn là ghét rồi. Ờ, cái thằng đó nó gian xảo lắm. Nó mà về làm rể của con cha hai lợi đó nha, chỉ có nước tán gia bại sản cho coi. Thì đó. Ừ. Trời ơi, thua. Ủa, Tám Bảnh, sao rồi con? Thua. Nè, thôi dù gì. Cảm ơn bay. Rồi có tay bắt mặt mừng với bay không hả? Sao mặt mày kỳ vậy? Giờ sao? Ông không tay bắt mặt mừng với con, mà ông muốn bộp tay con vậy đó. Vậy? Trời, cái thằng Đồng á, nó về lúc con đang mét ổng, rồi ổng biết hai thằng con đánh nó, và ổng tin nó sái cổ luôn. Ông chửi con quá trời luôn. Nó bây giờ ổng cái gì của thằng Đồng không à. Ông chửi một hồi rồi ổng đuổi con về đây luôn. Thằng nó nguy hiểm thiệt. Thằng này đúng là con quỷ chứ không phải là con người mà. Đó, tụi bay đánh nó, nó tìm cách nó nói trước để cho ổng tin nó. Trời ơi, không ngờ ngày nó cao cơ dữ. Mận đi đâu vậy con? Mận em đi đâu ạ? Cái chuyện mà anh kể về cậu Đồng á, có thiệt không vậy? Sao không thiệt? Thiệt mà. Trời ơi, thiệt. Thằng Hải nè, nó quýnh như mặt thằng Đồng một cái chát luôn á. Mà nó không đau, anh đau nè. Ủa sao kỳ vậy? Cái người nó mở không mà đánh nó không có đau. Anh chọc vô họng nó nè, ngay miệng nó nè. Nó không gãy răng, mở bọc cái răng nó rồi. Đúng rồi. Thằng nó toàn mở chài không. Đúng rồi, cái người nó không có điểm cứng nào luôn á, toàn điểm nhỏ nhẹt không. Thấy chưa, ai biểu không chịu tìm hiểu kỹ địch thủ trước chi. Ai biết mở lấp nhiều thiệt á. Ờ, cái thằng nhiều mở mà gian xảo như nó ha. Mà cái con nhỏ Đào mà lấy nhầm cái thằng này giống như là cái bông hoa lài mà cắm vô cái bãi. Dạ. Thì thôi. Nghe nó hơi. Bãi gì? Hơi. Hả? Hơi. Ý gì mai nói là cái bãi phân trâu hả? Ờ. Dạ, cái bãi bự dữ hả? Thì có nhiêu đâu, bề ngang 8 tấc, bề dài 2 thước. Ý trời, cái bãi gì mà bự quá vậy? Vậy sao nó cắm được, nó nằm trong bãi luôn. Nói chuyện dơ quá. Thôi bỏ gì nữa. Nói chuyện khác đi. Ý của con nói là bây giờ ông không tin con nữa đâu. À, rồi. À, Mận à. Dạ. Vì nghĩ con là người trong nhà, con nói chắc ông tin đó. Trời ơi, tự gì chưa có biết đâu. Cái tính của tía con á hả, là đã ưng ai rồi là trong mắt của tía con người đó chỉ có tốt thôi. Trừ khi tía con thấy tận mắt, dây tận mặt cái người đó mới được. Đúng rồi. Con cứ bí kíp tìm hiểu kế sách. Mày dẹp bí kíp mày đi mày ơi. Bỏ đi. Kế sách. Khỏi cần bí kíp, gì có cách. Ok, để chuyện này cho gì. Cảm ơn em. Đào, lấy trứng lặn cho anh đi con.
Trời đất ơi, con này thiệt tình vậy à? Te te bỏ đi vậy à? Ờ thôi, cái trứng nó đang nóng á, con lấy con lăn đi cho vết thương nó bớt sưng. Dạ dạ. Thôi, con đừng có trách nó, bà cũng đừng có la nó. Tính nó giống tính tôi, không có thích thể hiện tình cảm. Dạ bác, cũng vì vậy mà con mới để ý đạo đó. Cái kiểu này á, chắc thằng Hải nó giọng mạnh lắm phải không? Mới bầm tím vậy đó. Dạ không sao đâu bác ơi. Dạ chắc có lẽ là tụi nó ganh tị với con, nên tụi nó mới làm vậy thôi. Con không chấp nhất tụi nó đâu, không sao. Tụi nó đánh con đến nông nỗi vậy mà con còn binh tụi nó nữa. Dạ không có sao đâu bác, con không có để ý chuyện đó đâu. Con đó đúng là nam nhi đại trượng phu, giống ba con y chang vậy đó. À, bác ơi, sẵn ở đây con cũng xin phép bác, có gì cho con dẫn đạo đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho ngày vui sắp tới. Ừ, nhưng mà cái mặt con vậy rồi đi đứng có tiện không? Hay là bữa khác cũng được mà con? À, dạ dạ không có sao. Mặt con thì không có đau lắm, chứ con thì khỏe mạnh đi được. Thôi, ba cái bà nói phải đó. Để bữa nào lành lặn quẩn quẩn rồi đi cũng được, nôn nóng cái gì. Dạ, à, dạ. Chào anh. Đi, vô đây em. Quý khách muốn mua gì? À, ở đây có mẫu nào mới về không chú? À, đây nè, là những mẫu mới về nè cậu. À, vậy hả? À, em, nói nghe nè, em thích cái nào em chọn đi, mấy mẫu mới về luôn đó. Không có thích, không có thích cái gì hết á. Đây, những mẫu này đẹp lắm nè, những mẫu này mới về, vậy cô có thể xem qua đi. Nè, tôi nói là tôi không có thích mà. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ lấy cái này. Rồi cái này. Rồi dạ. Đó, hai cái này. Dạ. Tính tiền cho tôi nha. Chà, cậu thiệt là có mắt nhìn ghê á. Đây là những mẫu hạng nhất. À, những mẫu này đang hút hàng đó cậu. Cô thiệt là có phước, lấy chồng vừa giàu vừa đẹp trai, biết chiều vợ. Ráng giữ kỹ đó nghe. Chú vui tính quá. Cách này có ổn không? Nè dì Mai. Dì tự tin không? Vào nhan sắc của mình lắm à? Chuyện đó con khỏi phải lo mà. Dì vừa uống được sao? Con không tự tin giống gì được. Con cũng vậy á. Con nói dì nghe nè, nếu mà bác ấy đã chứng kiến rồi á thì không muốn tin cũng không được đâu. Nhưng mà khi mình bắt gặp nó ở đó rồi, liệu nó còn lòi cái đầu ra cho mình bắt gặp nữa không? Thằng Bảnh nó nói có lý đó. Tao nói mày nghe, một khi con ngựa mà nó đã ngựa rồi thì chắc chắn sẽ sập bẫy thôi. Con ngựa thì nó ngựa. Ủa là sao mày bảo nó ngựa lắm hả? À, không, tao lộn. Tao lộn. Một khi con ngựa nó đã quen đường cũ của nó rồi thì chắc chắn nó sẽ sập bẫy thôi. Khi mà nó phát hiện ra mình biết nó rồi, nó sẽ trốn trong chuồng ngựa và nó sẽ không ra ngoài đường để đua ngựa. Đúng, nó không còn đường để ngựa nữa thì chắc chắn nó sẽ chết. Đúng. Yeah. Yeah. Nhưng mà không được, nếu để lâu quá, lâu quá thì thằng Đồng nó sẽ nhảy vô, gạo sẽ nấu thành cơm. Tới lúc đó thì không thể nào xoay chuyển được. Khi thằng Hải nó nhảy vô rồi thì thằng Hải chỉ có còn ăn ốc và đổ một đống vỏ thôi. Canxi không. Đúng rồi ha. Lúc đó nó sẽ bị dư canxi mà nó chết. Tao đang thiếu sắt mà. Thôi bỏ qua cái vụ sắt của mày đi. Nghe gì? Hai đứa bay thôi đi. Nghe gì nói nè. Ê, lại đây. Nghe nói nè, nghe nói nhỏ là phải chụm đầu vô người ta mới biết. Bây mình nói nhỏ. Cứ theo kế hoạch đó mà làm. Lần này bằng trai lợi không tin cũng không có được. Hiểu chưa? Nhớ chưa? Vậy dạ. Đi. Anh Hải. Con đi về nha. Tao về trước nha. Mới tới mà đi về rồi là sao? Tới gì nữa? Thế
thì người ta nhớ anh, người ta muốn gặp, cho nên hả? Gặp anh không được hả? Gặp tôi làm chi? Thì nhớ anh mà. Thôi thôi đừng nhớ tôi, nhớ anh Bảnh kìa, tôi đi trước nè. Anh Hải. Nè, uống gì? Có anh Hải ở đây mới uống, còn anh Bảnh. Thằng Bảnh. Không có thằng Bảnh nào hết. Bảnh biết. Thì cũng không thèm uống đâu. Buôn bán kiểu này chắc tôi chết quá. Đúng là theo tình tình chạy, mà chạy tình á thì tình theo. Vô đây em. Đây, đưa đây cho anh. Đi, vô trong. Đi anh ở trọng á. Đi. Vô đây đi em. Tía. Gì? Con dẫn Đào về ra mắt tía. Con chào bác. Ngồi đi con. Mời ngồi. Ngồi đi em. Ngồi. Ngồi đi. Ngồi đi mà, có sao đâu. Ngồi đi con, tự nhiên đi con. Đó, thấy chưa? Dạ. Tí tôi nói ngồi đi kìa. Ngồi đi. Uống nước đi con. Cảm ơn bác. Gia đình ở bển vẫn khỏe mạnh hết trơn hả con? Dạ, nhà con ai cũng khỏe hết trơn á. Vậy tốt. Bác có nghe thằng Đồng nó nói gì con rất là nhiều. Bữa nay bác mới gặp mặt được con. Bác phải công nhận rằng con là một cô gái rất là thùy mị, nết na và rất là xinh đẹp. Tía biết sao không? Sao? Ở bên nhà Đào là cái người tiếp khách hàng. Đó. Nghe nói là gia đình của con cũng kinh doanh mặt hàng trái cây đúng không? Dạ. Quá tốt ha. Hồi nãy con nói cái gì? Cổ là cái gì? Dạ, cổ là chịu trách nhiệm cái việc tiếp khách khách hàng tới giao thiệp buôn bán trái cây đó tía. Vậy à? Dạ. Vậy là coi như là cái tay đắc lực của anh Hải lại đúng không? Dạ. Vợ tương lai của con mà. Phải không? Thôi bác có công chuyện, bác đi ra ngoài chút xíu nha. Hai đứa ở nhà chơi tự nhiên nha. Dạ. Bác đi à. Tôi đi về nha. Ê, nè, anh làm gì vậy? Buông ra. Trời, cái gì đâu, ở đây có ai đâu sợ. Đúng nè. Tôi nói buông không? Thì có sao đâu, bây giờ mình cứ thoải mái đi, thời buổi bây giờ mà, đúng không? Nè, thì mình xã giao đồ ha. Buông ra. Xã giao nè. Xã giao nè. Xã giao nè. Đồ lấy tiền. Sao cũng hoài vậy? Đây. Ê. Ê. Đồ lấy tiền. Ê. Mày bị câm hả? Muốn kiếm ai trong nhà này? Dạ con kiếm kiếm ai? Dạ con kiếm kiếm ai? Dạ kiếm Đào. Kiếm con Đào? Dạ. Xin lỗi cậu tên gì đặng tôi nói cho con tôi biết. Dạ con tên đô la. Bà mẹ mày euro tao còn không cho vô chứ đừng nói đô la. Biết mày con Đào nó có chồng rồi. Đi về. Dạ. Đi đi. Mệt quá mệt à. Ủa
gì vậy tía? Đá. Hả? Mày về là đúng rồi. Con tao ở nhà quê mà nó còn sợ đô la mà. Trời. Cái gì mà hớn hở như bà nội? Cái gì vậy? Cái gì mà đi theo tôi hoài vậy? Ở ngoài có người kiếm tôi. Rồi sao không ra đi? Tôi không dám ra. Buồn cười không? Ai mà không dám ra? Thì người ấy, thì người đó của tôi đó. Ủa gì kỳ vậy? Bình thường trông ngóng dữ lắm mà sao tự nhiên bữa nay người ta kiếm lại trốn? Không phải, tại tôi thấy bác hai á đang nói chuyện với ông, cho nên tôi sợ quá tôi trốn trong đây luôn nè, đâu dám ra ngoài đâu. Ai ở ngoài mà làm ghê vậy? Thì có thấy gì đâu nè. Ủa ai đâu vậy? Chắc là về rồi đó. Trời ơi, làm hết rồi. À, sao? Gì vậy? Trốn. Chui vô tủ trốn đi. Tủ đâu? Trời ơi, tủ tí xíu rồi má ơi. Giờ sao giờ? Ê! Lên lên giường nằm đắp mền lại. Rồi, nằm đó luôn đi. Sao à? Lê! Chờ tôi chơi. Lê! Dạ. Xuống tìm hiểu rồi. Dạ, tía gọi con. Ừ. Lần trước á, ngồi xuống đi. Dạ. Tía con nghe mày nói là mày có thương một người, nhưng mà sợ gia đình người ta phản đối. Bây giờ tình cảm của mày sao rồi? Dạ, tía ơi, con xin lỗi tía. Con chưa có làm xong nhiệm vụ của mình mà con lại có tình. Con đó, cái đó mới là điều đáng nói đó. Bay chưa làm xong nhiệm vụ của bay mà bay lại có tình ý. Dạ, con thôi nghe tía hỏi thiệt tình á, là bay có thương người ta không? Bay có hứa là có đem lại hạnh phúc cho người ta không? Không có gì. Tía chỉ muốn nói á, nó đã bị tổn thương một lần rồi. Bay đừng có để cho mẹ con nó tổn thương một lần nữa, nghe không? Ủa? Là ông tưởng mình thương gái của ổng hả? Trời, hú hồn. Tía, tía. Gì vậy? Tía đang làm gì vậy tía? Mày không thấy tao ngồi không mát hả, làm gì mày? Tía có đang bận gì không tía? Đây bận bà ba vậy thôi. Hey, tía này, tía không biết chuyện gì hết trơn hả? Chuyện gì? Con thấy là tía phải quan sát cái cặp mà Đào với Đồng á tía. Con thấy hai người đó không có ổn chút nào. Thằng Bảnh nói gì với mày nữa hả? Thì tía nghĩ đi, thí dụ như mà hả, anh Đồng là người tốt đi, thì đâu còn gì mà phải lời ra tiếng vào vậy. Không có lửa làm sao có khói tía ơi. Không mệt mày quá mày ơi. Thằng Bảnh với thằng Hải đó là hai cái đứa đó, đó là nó ganh tị với thằng Đồng, cho nên nó tìm chuyện nó nói xấu thằng Đồng. Bình thường còn nói mà tía không có tin đi rồi hả, tới lúc có chuyện thì không có chuyện gì hết á, ngoài cái chuyện ganh tị. Bây đừng có đa nghi, tía tin thằng Đồng là người tốt. Thưa tía, con mới về. Đào. Dạ tía. Bọn mày với thằng Đồng cãi nhau hả? Dạ không có tía. Có điều con nhận ra ông Đồng là một con người tệ, tệ vô cùng luôn á tía. Thấy chưa? Nó làm gì mà mày nói nó tệ? Nói tiếng nghe coi, không có khóc. Ông dắt con về nhà ông á. Nó dắt mày về nhà, nó có mần gì không? Dạ chưa. Vậy thì có gì đâu. Bây giờ hai đứa con cũng chuẩn bị nên gia thất rồi, nên vợ nên chồng rồi, nó dắt mày về nhà cũng là hợp lý. Có gì đâu con khóc. Tía, nhưng mà cái gì cũng phải nói cho con biết một tiếng nữa chứ tía. Bất ngờ quá rồi vui chứ gì. Nước mắt này là nước mắt hạnh phúc quá chứ gì.
Vậy đó mà cũng ấy được. Tía, thí dụ như mà anh Bảnh dẫn con về nhà anh á thì sao tía? Thôi dẹp nè, thằng đó nó móc cua giỏi lắm. Tía làm sao á? Sao sao căng căng cái gì? Có hai đứa con gái mày nhức đầu à? Ủa? Ba Đồng. Dạ. Con mới tới hả? Dạ, cho con hỏi Đào về chưa bác? Nó mới vừa vô đó. Ủa mới vô hả? Trời ơi. Hai đứa bay gây lộn hả? Trời, nói nào ngay cũng lỗi tại con. Hồi nãy con định làm cho Đào bất ngờ, kêu về nhà con chơi. Ai ngờ đâu Đào giận luôn. Nó giận mày là tại vì mày không nói trước cho nó biết. Thôi kệ con gái mà, nó giận chút là thôi mà. Vô trong uống nước, có tao bảo kê, lo gì, vô đây. Dạ dạ, con cảm ơn bác. Vô đây. Chú em ơi, cho tôi hỏi thầm chút. Hỏi cái gì, lên lẹ đi. Ủa, sao giọng chú em nghe quen quen quá vậy? Chú gì? Tôi nè. Ủa, ông Tư Búa, ông đi đâu đây? Tôi được lệnh chở bà ra gặp ông Thao được chưa? Ông? Công nhận tôi biết sợ bà rồi đó. Bà cũng cao thủ thiệt ha. Ban ngày thì với ông Thao, ban đêm thì về với ông Lợi. Nè, đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa. Tôi với ông Thao á chỉ là bạn mừng ăn thôi nghe. Mừng ăn? Cái chuyện đó chỉ có trời mới biết á. Bây giờ có chở tôi đi không? Lên. Ghê thiệt. Thôi nha. Tôi mới sợ luôn á. Sáu. Sáu đi dạo hả? Sáu. Sao Sáu cứ tránh mặt tôi hoài vậy? Tôi không thích quen với mấy người bắt cá hai tay. Ủa, Sáu nói vậy là sao? Tôi từ trước giờ chú quen mình Sáu à. Vậy chứ cái người mà hôm bữa choàng da bác cổ anh là ai vậy? Ai? Anh tự nhớ đi. Cái người hôm bữa hả? À, trời ơi không có gì đâu. Cái người đó là cái anh hàng xóm thôi. Anh em chơi với nhau từ nhỏ nên thân lắm. Nếu mà Sáu không thích đó thì sau này tôi không gặp người ta nữa. Chị mong là Sáu đừng có né mặt tôi nha. Mà sao tôi biết được anh nói thiệt hay nói dối chứ? Bây giờ Sáu không tin tôi đúng không? Thôi thôi là được rồi. Tôi sẽ chứng minh cho Sáu thấy. Tôi bây giờ tôi đập đầu vô đây để chứng minh. Ê này trời làm gì vậy? Rồi tôi tin. Trời ơi, tôi cục đá. Tôi tin rồi. Vậy là hết giận tôi đúng không? Thôi cười lên cái đi. Coi cái mặt cười ghét dễ sợ. Dạ. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Chào anh. Ê con, mời anh ngồi. Dạ. Dạ để xuống đi con. Dạ thưa với anh. Dạ hôm nay là ngày lành tháng tốt. Sẵn có sự hiện diện của hai bên gia đình, tôi mong muội qua đây xin phép với anh, cho phép cháu Đồng với cháu Đào được tìm hiểu lẫn nhau. Anh thấy sao ạ? Vậy vui quá chứ còn gì nữa. Dạ. Dạ con cảm ơn bác. Đó đâu rồi? Mày hỏi ai à? Hỏi mày chứ hỏi ai? Mày hỏi tao hỏi ai? Để tao hỏi lại. Nó đâu rồi ta? Vậy đi. Tao nói gì đâu không? Vô. Dạ. Anh, sao lâu quá mà không tới? Anh tới là được rồi, có gì đâu. Mình vô ha. Cho ly nước uống coi bà chủ. Chà, bữa nay có chuyện gì mà mặt mày tươi rói vậy ha?
Bữa nay gia đình Đồng qua thăm nhà. Trời, sớm vậy đó hả? Ui, con gái nó lớn thì gả cho rồi. Chứ để mai mốt nó già, nó thành bà thành cô mất công. Cái ông này, thành bà thành cô cũng đâu có sao. Tôi xin lỗi, nhưng mà trong ý tôi đâu có nói gì tới bà đâu. À, có một ông á, muốn hợp tác làm ăn với ông. Ông chịu không? Chừng nào gặp? Vậy được rồi, để tôi giới thiệu. Nhớ nha. Sao mình không hẹn ổng gần gần á, qua đây chi cho xa vậy? Tại tôi thấy ổng cũng rảnh, cho nên tôi hẹn ổng qua đây để tiện cho mình. Tôi xin lỗi bà, cái chuyện lần trước nha. Ơi, cái chuyện lần trước tôi quên mất tiêu rồi. Để tôi giải quyết chuyện này xong hả, rồi tôi mới tính sổ với ông. Hay quá mày, hay quá mày á. Đáng luyện thêm mấy năm nữa đi, rồi chơi với tụi tao. Chích thuốc cái gì? Dạ. Đá gà tôi chọc lông luôn. Bây giờ lo trung tiền đi, chứ nói gì nữa. Vậy được rồi. Đủ rồi mày. Ủa, đủ rồi. Ê, đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ không? Bây giờ mày muốn cái gì nữa? Để đó. Đó. Con rể tương lai của ông kìa. Đông. Không tin. Đông. Ủa trời ơi, hai cha nội này nữa nè cậu. Cha nội gì mày, mày im mày. Con người thiệt của mày là vậy đó hả? Dạ con xin lỗi bác. Thật ra đây mấy đứa bạn nó rủ đi chơi thôi chứ con không có biết. Tao nghe lâu rồi, hỏi mấy đứa này coi. Nè bây giờ hai với mọi người tin con chưa? Cái thằng này nó cờ bạc không à? Đúng rồi. Ăn chơi suốt ngày. Mày nói đủ chưa? Vậy tụi tao thích chơi vậy có được không? Được không? Bớt vậy thôi tụi mày. Nhìn cái mặt nó kìa, còn sệ hơn cái mồng gà nữa. Thôi được rồi. Mày thích chơi cái gì? Mày thích chơi, tao chơi với mày. Hả? Gì? Đi về. Bác ơi. Bác. Đáng thai. Chơi đi, ở đó ơi. Ở đó chơi đi con. Hai bay vừa phải đó nha. Đá cái nữa không? Tiền gì hoài vậy? Bây giờ mới chơi nữa thôi vậy mà. Về đi, về đi. Đếm lại cái đủ không mày? Đếm lại coi. Đủ rồi, tôi đi về, về. Ok, đủ. Đá cái đủ nghe mày. Về đi thêm đi. Không có cửa mà chơi với tụi tao đâu. Thôi đẹp trong càng mình về. Thôi đi. Tao có nhà mà tao không? Chết tao. Té té. Lẽ đi đâu hết rồi? Té. Từ khi. Mày chết nè. Mày coi. Già mà còn mất nết không hồi chơi game. Mày hả mày? Chào anh. Ủa, chào anh. Mời. Anh Thao à, bữa nay tôi đem cái này á, tôi trả lại cho cha con anh. À, từ nay trở đi á, hai gia đình mình không dính líu cái gì nhau hết nữa. Chào anh. Nè, bình tĩnh anh ngồi đi, từ từ, đừng có nóng, có gì dằn xuống anh. Anh ngồi đi, nghe tôi nói. Anh muốn nói cái gì? Tôi nói cho anh nghe nè, cái chuyện thằng con trai của tôi đúng không? Thì bây giờ nó còn trẻ, nó chơi bời là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà nó có vợ rồi thì nó sẽ khác. Thì cũng giống anh hồi trẻ vậy thôi chứ có gì đâu. Xin lỗi anh, gia đình tôi không bao giờ chấp nhận với một thằng rể mà ăn chơi cờ bạc trác táng như nó. Tôi trả lời. Xin lỗi anh một câu nữa nha. Gia đình Đồng Thao lẫn lộn không chơi. Làm như nhà ông có mình đứa con gái vậy? Bộ nhà khác không có hả? Được lắm. Dám qua tận đây dằn mặt tao à? Chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Tao không có dễ dàng bỏ qua cái chuyện này đâu. Đúng rồi tía. Giờ tới luôn đi. Tía. Tía uống nước đi nha tía. Con mời tía. Tía. Sao rồi tía? Tía qua bên đó rồi, nhà bên đó trả lời sao tía? Trả lời cái gì? Tía trả lễ. Tía nói từ nay không có xui gia thông gia gì nữa hết. Dẹp. Tía,
cái thẳng tay vậy luôn hả? Thẳng tay chứ sao. Bực mình bực mấy à. Ông á kỳ cục ghê vậy. Tự nhiên đùng đùng đi trả sính lễ, trả vàng trả bạc cho nhà người ta vậy đó. Rồi gia đình cậu Đồng á còn mặt mũi nào đi nhìn bà con lối xóm? Chứ tôi hỏi bà, tôi không thể nào chấp nhận được của một cái thằng rể mà chuẩn bị cưới vợ rồi mà ăn chơi cờ bạc trác táng như nó. Trời ơi, nó là thanh niên chưa vợ thì người ta có quyền cặp năm cặp bảy. Cái quan trọng là khi lấy vợ về thì tu tâm dưỡng tánh mới là đúng chứ. Sao bà nói chuyện nghe giống bảy thao vậy? Ừ, má nói vậy á là muốn tốt cho gia đình này, muốn tốt cho tía. Chứ mình là nhà gái mà tự nhiên vợ hả mình trả sính lễ lại như vậy, rồi người ta dị nghị, người ta coi gia đình mình ra gì? Cái gia đình này mày có quyền mở miệng nói hả? Riết hồi lộng giả thành trơn à? Ta đã quyết định rồi, trả là trả, vậy thôi. Vô. Chúc mừng chiến thắng của dì cháu mình. Thao một chầu lớn nghe mày. Làm dạ, gì vui dữ à? Dạ. Ủa? Bác hai mới qua. Dạ thôi tụi con đi về. Dạ dạ tụi con về. Về đường này mày ơi. Sao lúc đầu đi đường này hết vậy mày? Vậy cho nó chắc. Đi. Ê, ở chơi. Sao mấy đứa này nó thấy tôi y như là thấy Hà Bá vậy? Ừ, chắc ông cũng gần đâu đó. Ủa mà làm gì bà với tụi nhỏ ăn mừng dữ vậy? Ơi, bởi vì cháu buồn buồn nhậu chơi thôi mà. Hỏi thì hỏi chơi vậy thôi, chứ tôi cũng đoán tôi biết rồi. Hình như bà với lại hai đứa nó cố tình chỉ cho tôi tới cái trường gà để tôi bắt tận tay là thằng Đồng cờ bạc đúng không? Bởi vậy cho nên mới nói ông phải coi lại mình. Ông á là bảo thủ cố chấp lắm mà ông không có tin ai hết trơn á. Thành ra ai nói cái gì ông cũng đâu có tin đâu. Bắt buộc có tụi tôi mới cho ông thấy tại trần như vậy ông mới tin á. Bây giờ ông tin chưa? Tin rồi. Ừ. Cũng may á là tôi thấy vậy, chứ nếu không á là con đào nó khổ dưới tay tôi rồi. Ừ, đúng rồi đó. Cảm ơn bà. Cái gì nói lại nghe coi. Cảm ơn bà nhiều. Không, nói cảm ơn tôi không có chịu. Hành động cảm ơn tôi mới chịu. Mày làm gì vậy? Mày làm gì bực bội? Mày đi tới đi lui mày làm gì vậy? Tía nghĩ sao không bực được tía? Gia đình của họ có coi mình ra gì đâu, là mình bẻ mặt rồi kìa. Rồi bây giờ mày nóng nảy, mày bồng bột, rồi có giải quyết được gì không? Nhưng mà con không cam tâm. Không cam tâm rồi có giải quyết được gì không? Nóng nảy rồi giải quyết được chuyện gì? Tía nói cho mày biết, danh dự của mày cũng là sĩ diện của tao, nghe rõ chưa? Tía, nói vậy là tía cũng đang tìm cách gì đó chơi lại họ hả? Dám coi thường gia đình của mình, không tôn trọng danh dự sĩ diện của tao, thì tao đâu cũng dễ dàng để cho họ yên được bấy. Đúng không? Vậy tía nghĩ ra cách gì chưa? Không muốn trở thành xui gia thì trở thành quan gia. Tao sẽ đẩy cho gia đình của hai lợi sống không bằng chết. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bài. Sao cô gái năm xưa không thấy tự ra chào anh Hải ơi.
Bảnh! Bảnh ơi! Bảnh! Cái gì? Thơm tới kìa. Bây giờ mày đừng có nói tao ở đây nha. Tao trốn. Ê, có thang không? Tao leo nóc nhà tao trốn cho nó khỏi thấy tao. Thôi mày đừng có khùng, mày leo lên lũng nóc nhà tao sao mày? Không được hả? Ừ. Nhà mày có cuốn không? Gì? Tao nào hố tao trốn dưới, lẹ đi. Trời ơi rồi, mày trốn dưới mày thở được không? Không biết nữa, kệ bà, nó trốn đại được rồi. Thôi giờ mày nghĩ một cách khác đi. Nghĩ một cách khác. Cách gì? Để tao suy nghĩ gì mày cho. Lẹ đi, nó vô tới kìa. Đâu không cơm. Sao? Có rồi. Được không? À, hiểu không? Hiểu không? Mày nói nghe mẹ gì đâu toàn cơm không à? Xin lỗi, tại nó phun người quá. Thì ghê quá. Này nè, còn lỗ tai mày đứt không? Đây, nói lại nè. Không có phun nữa mà mày. Không phun luôn. Được không? Được không? Mày khùng hả? Với gách của chết tao luôn á. Yên tâm đi, chết là mày chết rồi. Gặp tao là mày chết chắc. Thôi. Đâm. Nó nè. Ô, nghe ai như cô thốt. Còn hát quá gì mày? Khó vậy mày còn hát cười mày khó hơn á. Tao mà chết rồi mày chết chung với tao còn mày. Yên tâm đi. Thốt đi. Ngồi bình tĩnh lại. Anh Hải. Thơm ngồi chơi. Ủa, mà anh Hải biết em tới thì sao mà tự nhiên anh Hải ra đón vậy? Thì Thơm đi lộ vậy ai không biết. Vậy hả? Nói đi. Nói đi. Nói gì? Mày cứ nói bên đây nè, nói đi. Anh có gì muốn nói với em hả? Yên tâm đi, hai người cứ nói chuyện thoải mái. Ủa, mà hả, sao nhà gì mà có mình anh ăn cơm vậy? Bộ anh không ăn hả? Hết cơm, qua nhà em ăn. Nhà em đầy cơm, bao no luôn. Không có nữa. Anh bị vô duyên quá. Anh vô duyên thiệt á. Mày thấy chưa Bảnh? Nói chuyện đi. Thơm à? Thơm nghe. Bảnh ơi là Bảnh. Chiều nay Thơm rảnh không? Trời ơi, Thơm lúc nào không rảnh. Ở nhà Thơm có làm gì đâu không rảnh. Vậy chiều nay Thơm đi uống nước với anh được không? Chiều nay đi uống nước hả? Giờ đi liền. Thôi giờ không có được. Giờ sao nó chuẩn bị kịp. Ai? Không. Ý anh nói là bây giờ đi thì không có được. Để chiều đi. Anh phải chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì mới đi với Thơm được. Đúng rồi đó. Cái ý nó nói là nó phải tắm rửa kỵ cỏ xong rồi nó. Công nhận nha, trai đẹp có khác, sửa sạn lo thấy ớn luôn. Thôi vậy hả, chiều nay đi cũng được. Chiều nay Thơm cũng chuẩn bị đẹp thiệt đẹp để đi với anh Hải nha. Vậy giờ Thơm về lẹ đi. Chưa gì hết đuổi ta. Vậy chuẩn bị đi chiều đi. Vậy Thơm về Thơm chuẩn bị nha. Anh Bảnh. Hả? Chiều nay á, anh Bảnh có rảnh không? Lúc nào cũng rảnh hết trơn á. Vậy anh Bảnh làm ơn đi chơi chỗ khác nha, đừng có đi theo Thơm. Yên tâm đi, anh có đi theo em cũng không biết đâu. Anh Bảnh. Anh núp không hả? Tuyệt đối không được đi theo, nghe chưa? Anh Hải ơi, em về nha. Thơm đi về. Em đi về chuyện qua nha. Thơm về lẹ đi. Về nha anh Bảnh. Về đi Thơm. Ô kìa ai như cô Thơm, trông mới ra giống như cô Thơm. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Cái tên có hát hiệu hồn mày đó. Cái cách này mà cuối cùng không được, cứ là mình chết cho tao nghe mày. Nhãn lên. Tao ủng hộ mày. Anh Hải, anh uống đi. Uống đi. Đàn ông trai gì hả? Coi anh rụt rè chưa kìa. Làm như lạ hả? Anh mới hẹn hò con gái lần đầu vậy đó. Dễ thương á. Mà hả, anh Hải, anh biết không? Em hả là em chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi đó. Em mơ lạ hả cái ngày mà anh hẹn hò em nè. Mà công nhận, nhìn anh hoài không chán.
Tôi xin lỗi Thơm nha. Tôi nghèo lắm, tôi không có xứng với Thơm đâu. Má Thơm cũng không cho phép Thơm qua lại với tôi đâu. Thiệt luôn á. Trời ơi, có sao đâu. Em mà thích cái gì là không bao giờ mà ai cản được hết trơn á. Với lại anh không thấy hả, nhà em là cò bay thẳng cánh luôn. Nhà giờ muốn chết rồi, cần gì phải lo chi nữa, đúng không? Chỉ cần là lúc nào cũng nhìn thấy anh đẹp trai vậy nè, da trắng nữa, đàn ông vậy là em thích à. Em có thể ngắm anh cả ngày mà không chán luôn á. Con mắm, con mắm. Trời ơi, con mắm ơi. Trời ơi, trời, con mắm ơi, mày giống đùi với bộ của tao. Mày như giống đùi. Bộ tôi. Không. Tao là bộ của anh Hải. Bà là ai vậy, bà tránh ra đi. Bà đừng có thấy trai đẹp rồi bà tức tức hay chưa. Không, tao là vợ sắp cưới của anh Hải. Anh Hải. Hôi quá Hải. Anh Hải, cái con búp bê bị hư này, nó nói gì vậy? Cái gì? Hả? Cái gì? Tôi là búp bê bị hư cái gì? Tôi là búp bê lên giới thiệu nghe chưa? Bị hư cái gì? Anh Hải. Thơm bình tĩnh lại đi. Tôi xin được trân trọng giới thiệu với Thơm. Đây, không phải là búp bê bị hư, mà đây là con lợn lòi. Hả? Đây là người yêu, vợ sắp cưới của tôi. Đó, nghe gì chưa? Hả? Là đây là người yêu anh Hải. Người yêu. Nghe chưa? Tôi là người yêu của anh Hải nghe chưa? Không nên hỏi anh Hải cười. Không em đi. Bỏ qua giai đoạn này được không? Nghe kỹ chưa? Anh Hải chỉ thích những người cơ bắp thôi. Ủa? Nằm mơ hết trời. Anh Hải, anh sắp lấy con này. Đúng rồi. Cái con mắt thẩm mỹ của anh chỉ có như vậy thôi hả? Anh nghĩ sao mà anh bỏ tôi, anh đi quen một cái con nhỏ xấu quắc như vậy? Anh có cái mặt nó kìa. Phải đó, nhìn đi, cái mặt nó kìa. Mặt sao? Mặt vậy là sao? Anh Hải, tôi nói cho anh biết nghe chưa? Tôi hận anh. Dạ nghe chưa? Giật bộ của chị á là mỏ máu không nghe chưa? Trời đất ơi. Đi rồi bà nội. Trời thương ghê quá. Mày làm cái giống gì mày làm lố gì vậy tấm ảnh? Hồi nãy tao nhìn mày không ra luôn á. Tao mặc cái đầm vô tao còn thấy ghê nè. Chạy vòng vòng ngoài đường á. Hồi nãy chạy tung tăng lên cánh đồng, mấy ông làm lúa ói gần chết luôn. Mày dám chạy ngoài đường luôn hả? Ừ. Rồi mày gan thiệt luôn á tấm ảnh. Không mà dù gì cũng cảm ơn mày nha. Cảm ơn. Nhờ mày cứu tao bàn thu trông thấy. Con nhỏ chạy mất dép luôn mày. Ý. Dìm tao đi. Tao là bạn mày mà. Mọi chuyện tao đã giải quyết im xuôi rồi. Yên tâm đi, không còn gì nữa đâu. Nhưng mà tao thấy làm vậy có hơi quá đáng với Thơm á. Dù gì thì người ta cũng là con gái, bị xấu hổ, bị quê vậy tội nghiệp. Đúng, con gái sẽ xấu hổ khi thấy một người con gái đẹp hơn, thì sẽ ghen tị ở trong lòng. Tao hiểu cái cảm giác đó, đúng không? Đúng. Mày đẹp lắm, đẹp hơn con cá lẹp. Cá lẹp là cái gì? Mày nhìn mày đi, mày biết cá lẹp là cái gì? Nhưng mà bây giờ tao giúp mày là phải làm. Tao phải làm cái gì cho nó mạnh mẽ lên, thì con Thơm nó mới bỏ mày chứ. Mày khùng hả? Mặc cái đầm này tao khó ngồi gần chết à. Ngồi quéo cái giò nãy giờ nè. Đúng không? Đúng. Bây giờ mày nói cái gì cũng đúng hết á. Mày á, mày ngộ lắm. Khi mày cần làm á, mày nhờ bạn bè. Bạn bè làm xong mày hối hận, mày vô duyên thú gì vừa. Nè, vậy thích phải không? Thích thì giờ đi xin lỗi đi. Đó, xin lỗi cái con mà có hai cái chân mày như hai cái đau đi. Rồi hả? Rồi lựa cơ hội đến với nhau luôn đi. Khỏi tìm kiếm con đào nữa, khỏi nhờ tao nữa. Đồ háo sắt thép. Ủa, sao kỳ vậy? Sao bay với con đào không tới với nhau được? Bộ hai lợi cấm rồi hả? Dạ không phải. Không phải không ai gì ơi. Mẹ nó đó. Sao vậy? Nó bắt phải giả gái gì nè. Đó. Rồi đi lại hù dọ con Thơm. Rồi nói là Hải đã có người yêu rồi, đừng có gặp nó nữa. Rồi cuối cùng làm xong giờ nó hối hận, nó đòi xin lỗi người ta. Vô duyên không? Ừ mà cho gì hỏi nè. Tụi bay hù dọ rồi có quánh đập đồ gì không? Có được gì không? Còn đâu quánh đâu. Tự động nó thấy con tới là nó chạy liền à. Không hiểu sao luôn á. Chứ cái tướng mày bự quá mà.
đúng mà rồi. Mà con gái gì bắp tay bự hơn bắp đùi người ta nữa. Nó thấy cái bụng kìa, nó sợ kìa. Ờ ha, biết gì hồi nãy nó nói tao với mày có chửi luôn. Mày khỏi nói, nó thấy rồi nó biết rồi. Bụng gì đâu như cái bụng con cóc vậy. Vậy nó chạy liền. Nhưng mà thôi, vậy nói nghe, hù dọa sơ sơ vậy thôi, cho nó biết thôi, chứ cũng đừng có làm gì cho lớn chuyện, thấy không? Con chỉ sợ là làm quá đáng rồi tội nghiệp hơn thôi. Ờ, đúng rồi đó. Ờ, mà dì có tin mừng cho hai đứa bay biết nè. Hai Lợi á, làm bữa cơm mời mình tới ăn cơm đó. Ừ, trời ơi, bắt hai mà tới ăn cơm vậy là có cơ hội rồi nha. Ờ. Còn biết bây giờ đi qua bển nữa. Khoan, đi. Mày làm ơn mày thay đồ rồi mày chà cái bản mặt của mày đi, rồi mày hẹn qua đó. Ừ, để người ta xỉu hết, ta ăn cơm không được. Hoặc là người ta ói hết, ta ăn không được đó con. Đi đi. Đi nè. Ủa dạ, trời ơi, ai dạ. Cái gì vậy? Ai dạ, chuột đúng rồi. Cái thế khó ngồi quá. Ờ, đỡ nó Hải. Ờ, đỡ nó. Ui, thiệt khổ quá thầy, ghê luôn á. Từ từ nha con, từ từ nha. Đốt ở đâu? Ây da, đừng có dở lên, tao đội quần cả sớm bây giờ. Có gì trọng đâu mà đội quần. Đi. Lẹ. Từ từ nghe. Ừ, đó. Đàn bà trời con ơi, gái gì kéo đâu váy mà cái nó xuống, kìa. Tóc váy kìa. Bây giờ nó mới thấy ngại nha. Đi. Nè, vô đi. Vô, chạy thấy cạn luôn nha. Ừ. Uống gì có nửa ly hả? Đầu thề thiết kế được cái quán này rồi, mát mẻ dữ ha. Dạ mời chị. Chị có dùng gì thêm không ạ? Không cần. Tôi cũng cần đàn ông. Chị, chị ngồi một mình mà uống hết bao nhiêu chai đây luôn hả chị? Đó là chuyện của tôi. Tôi không cần anh quan tâm. Chị có cần em gọi giúp? Đi đi. Đàn ông đúng là con mắt nhìn người mà. Rõ ràng là mình đẹp vậy nó không yêu. Nó đi yêu con nhỏ xấu quắc à. Thơm. Ừ. Ừ. Sao vậy? Sao ngồi đây? Trời ơi, uống dữ vậy? Uống hết không? Sao ngồi buồn vậy? Ừ. Động. Anh Đồng nè. Đây là anh Đồng á hả? Ăn không? Không, em ăn đi. Ăn đi. Ờ, rồi. Em ăn đi. Là đàn ông với anh á, thằng nào cũng như nhau hết trơn á. Thằng nào hả, cũng đi lừa dối tình cảm phụ nữ. Đặc biệt là lừa dối những người có trái tim yếu đuối như tôi vậy nè. Trời, gì vậy? Anh vừa vô, tự nhiên bị chửi rồi. Ê, nè, nói nghe nè. Đâu phải thằng nào cũng như thằng nào. Em qua được coi nắm gì đâu có được. Anh không phải là cái dạng xấu xa giống như vậy đâu. Hiểu không? Anh nó không biết sao. Anh không có mận ai khổ. Toàn người khác mận anh khổ không à. Đúng rồi. Anh mới bị tía tôi từ hôm đúng không? Vậy là anh buồn. Anh hận tía tôi lắm đúng không? Buồn hay hận gì á, tôi không có. Tôi không có buồn hay hận gì ông hai hết á. Chẳng qua là tôi trách cái số phận của tôi thôi. Sao mà không được tốt. Thôi, vậy đi. Tôi cũng đang buồn. Ừ. Cô Thơm cũng đang buồn. Ừ. Vậy thôi thì mình nhậu đi. Nhậu cho hết buồn. Nhậu đi, hai đứa mình nhậu đi. Nhậu ha. Nhậu đi. Em ơi, cho anh cái ly. Cho bia. Rồi, bia còn đây nè, cho cái ly thôi. Uống nha, uống nha. Cho miếng đá đi. Nè, dạ. Đó. Uống này. Rồi, vô. Vô. Hết buồn nha. Hết buồn nha. Không buồn nữa. Rồi. Công nhận á, có bạn như anh nhậu chung á thì tôi đỡ buồn hơn nhiều. Đúng rồi, nhậu mình chơi chơi kỳ, không rủ người ta gì hết. Đó, vô. Vô. Uống nha. Uống. Hết nha. Uống hết. Ít vậy, đây nè, trời ơi, đổ thêm vô. Nè. Uống cho công bằng. Đó, vậy nha.
hết ly luôn. Hết nha. À, trời uống đi. Trời có gì đâu, bia cũng như là bọt mà. Ê ê, gì vậy? Nè Thơm, gì mà uống chút xíu. Thơm ơi, dậy dậy uống uống. Nè vô vô. Vô. Hết ly đi. Hết nổi rồi. Thơm ơi, tính tiền em ơi. Ê, mọi người ngồi đi. Ờ, dạ thưa gì, anh Hải, anh Tám. Ờ, mọi người đâu hết rồi? Tụi nó đi công chuyện. Rồi còn mẹ con bà Năm đi đâu đó không biết nữa. Thôi cứ ăn đi. Bữa nay tôi mời cái bữa cơm đạm bạc này là tôi cảm ơn với lại cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Nhờ hai đứa với lại bà mà tôi biết được cái bộ mặt thiệt của thằng Đồng. Chứ không chết đâu. Nè con, cơm nè con. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ. Ăn cơm đi con. Uống ly đi. Đặng sẵn đây mình thắt chặt tình hàng xóm, thấy không? Dạ. Đúng rồi đó. Mày uống không? Ừ. Dạ con không biết uống rượu. Dạ, đừng có cho nó uống bác. Nó không biết uống. Tôi nói ông nghe, đúng rồi đó. Mình phải thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Mà tôi thấy thằng Hải với con Đào này là một cặp trời xanh đó. Đẹp đôi quá chừng hà. Thôi hay là nhân dịp này á, ông thắt chặt hai đứa nó luôn đi. Dạ. Cho nó cơ hội qua lại với nhau đi. Dạ, thắt đi bác, thắt nghe. Chặt đi bác. Nghe không? Dạ, đúng rồi đó bác. Bác lỡ thắt bên đây rồi, thắt luôn bên đây đi bác. Thắt luôn thôi, đi. Thôi, thôi, thôi. Bây giờ cứ ăn cơm đi. Chuyện nào ra chuyện nấy, rõ ràng. Không? Bữa nay là tôi cảm ơn cái chuyện là dẫn tôi đi. Đặng tôi mắt thấy tai nghe cái chuyện thằng Đồng. Còn cái chuyện của sách này thì để từ từ tính. Lấy đồ đũa coi. Dạ. Dạ. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Dạ. Ăn dạ. Cơm đi. Chuyện dạ. Chuyện của hai tụi bay cũng chưa có tính bây giờ đâu. À, vậy thôi, ăn cơm đi con. Dạ dạ, con mời, con mời, con mời bác. Ừ. Dạ mời cả nhà con ăn. Mời bác. Dạ. Ăn dạ, đi tía. Anh Hải gấp với tía. Biết rồi. Mắt tao còn sáng mà. Dạ. Ăn cơm. Ừ. Đây tôi gấp giùm cho, thổ xa lắm. Bác. Nhiều lắm rồi. Dạ. Má này, người ta đang ngủ mà má ăn cái gì mà tai má nặng như voi. Gì vậy? Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Gì vậy? Anh cố tình đúng không? Lợi dụng lúc tôi ngủ say rồi hả? Anh hãm hiếp tôi đúng không? Ủa gì đâu, hai đứa tự nguyện xã giao với nhau mà. Cái gì? Xã giao hả? Anh nghĩ cái chuyện này mà anh đem ra xã giao được hả? Được chứ. Không xả dao được thì xả hơi, mới xả hơi đó. Anh lấy được con gái của tôi xong rồi anh đã xả dao xả hơi hả? Thôi xả dao xả hơi gì cũng vậy em ơi. Yên tâm đi, bây giờ em thử nghĩ coi. Nè, em mà cứ mận lớn cái chuyện này lên, ai là người chịu thiệt thôi? Anh hả? Không có nha, em á. Yên tâm đi, anh hứa, anh hứa. Anh hứa là anh sẽ chịu trách nhiệm, em hiểu không? Đừng có lo cái chuyện đó. Ở đây. Anh hứa là anh phải giữ lời á. Ê. Đang
Đang ngủ mà cái gì? Làm rầm gần lên. Nè em, tình hình trên đó sao rồi con? Hàng tháng người ta có thanh toán đầy đủ không? Dạ dì yên tâm, tháng này có đủ hết rồi ạ. Chỉ có ông Tư Điếc, cái ông mà khó, ông nói là cho ông hẹn lại 5 ngày, tại con ông bị bệnh gì đó dì ơi. À mà dì có chịu không? Không chịu là con lấy chìa khóa con khóa cửa không cho ông vô luôn á. Thôi cho ông nợ lại đi con, con cái ông bệnh mà, thôi giúp ông đi nha. Dạ vậy con làm theo ý dì nha. Mà dì mở quán cà phê dưới đó hả? Dì mở dưới đây cho vui đó mà. Dì đừng nói với con là dì ở dưới quê luôn nha. Không, chưa chắc đâu. Cứ ở đó coi có giùm dì á, đừng có đi chơi nhiều nha không? Trời ơi, dì đừng nói dì giao hết dãy phòng trọ này cho con á. Sao mà con làm được? Con phải có thời gian đi chơi với bạn trai con đúng không? Bộ có bạn trai rồi hả? Dạ chứ sao, dì nghĩ sao vậy? Bạn con tới rồi dì ơi. Em nè, xong chưa? Anh đi chơi với anh xíu nha. Dạ dì ơi, con đi chơi với bạn trai con nha, bye bye dì. Khoan, em đi cất chổi đi xíu nha. Rồi mình đi. Thôi anh ráng phấn chấn lên đi, tía cũng không phải khó khăn gì đâu. Từ từ đi, tía cũng chấp nhận, tía cũng chịu thôi à. Anh ráng đi. Anh chỉ sợ là tía em á, chê anh là cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, có duyên hơn tía, rồi tía không chịu gả em cho anh. Mà nói thiệt, anh biết cái gu của tía em rồi. Cái gu của tía em là thích mỡ, mập mập. Em thấy hành động không? Nó mập á là tía em chịu liền. Mà cũng may là tía biết cái vụ của nó nên tía mới bỏ đó. Chứ không thôi là tía nhận nó làm con rể rồi. Để cho tía có mục đích, tía phấn đấu để mập giống nó. Đúng rồi đó. Hèn chi á, ở nhà ba chị em nha, hai Lê nè, em nè, ai cũng ốm hết. Vậy á mà hả, tía cưng á là cưng con út mận thì nhất. Thì đó, tía lấy con mận để làm mục tiêu mà tía mập. Đúng rồi luôn á, tía hay thiên vị con út tía mận. Tía thích lắm. Mấy thằng mập lắm. Anh đâu có mập bằng nó. Thôi em thương nha, ráng đi. Tại tía mới bị đàn ông làm tổn thương. Trái tim của tía bây giờ đau đớn yếu đuối lắm. Từ từ đi, rồi tía cũng vượt qua hết cái sóng gió này. Rồi tía sẽ chấp nhận người đàn ông mới thôi. Cũng mong là như vậy. Hy vọng anh sẽ là người đàn ông của tía. Anh ráng lên. Buồn quá, không biết chừng nào mới mập. Trời nào, cái gì vậy? Ủa? Trời ơi, bác ơi, sao trốn đây không biết nữa. Bác ơi, còn lại bác con lỡ dại bác ơi. Nhưng mà bác ơi, con thương Đào thật lòng mà bác ơi. Bác hai làm ơn cho con với Đào đến với nhau đi bác hai. Đào, tao hỏi tía bay có khỏe không? Dạ, con cảm ơn chú nha. Tía còn lúc này khỏe lắm. Còn chị làm ăn lúc này sao rồi? Dạ, lúc này tía làm ăn cũng tốt dữ lắm. Cảm ơn chú em. Trưa nắng ngồi chơi vậy đó dạ, ha. Dạ, tụi con rảnh mà. Dạ, ngồi ngoài nắng nó có vui thú lắm chú. Vậy thôi, hai đứa ngồi chơi chú đi ha.
Dạ. Dạ chú đi thông thả. Cảm ơn chú, chút xíu nữa chú làm con ú tim với chú rồi. Ngồi ngoài nắng có khác ha. Hết hồn. Anh nè, sớm sờ sớm xác. Sao nhìn ổng giống tí của em mới ghê. Giống hồi nào trời. Tía. Công nhận tía cao tay thiệt ha. Chứ sao mày. Thôi, con không ngờ tía chơi cái chiêu là vớt luôn bà Năm làm bồ nhí của tía. Trời ơi, hay thiệt á tía. Đó là chiêu đó con hả? Rồi bây giờ nè, quan trọng là cái chuyện của ba với ông Thôi làm sao rồi, nói nghe coi. Tía khỏi lo ba cái chuyện đó. Một khi mà con đã ra tay rồi, không con nào mà sống được hết. Tốt. Bây giờ nè, thông qua con bé Thôi ha, để mà tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh của gia đình Hai Lợi, cách làm ăn kinh doanh của họ. Lúc đó mình hiểu đường đi nước bước của người ta, sau đó mình mới dễ dàng thâu tóm. Con có hiểu chưa? Thôi tía. Hả? Đúng là gừng càng già càng cay nha. Tao là ớt hiểm mà mày. Quá dữ luôn tía ơi. Má, làm gì mà thừa người ra vậy con? Gì vậy? Má. Gì? Hôm nay á, má thành thật nói cho con biết coi là sáng giờ á, má đi đâu vậy? Má làm gì? Ê mày hỏi tao sao giống mày má tao quá vậy? Trời đất ơi, thì tao đi công chuyện. Ủa mà nè, ngày nào má cũng đi hết mà tự nhiên bữa nay mày hỏi tao là sao? Thì tại hồi nãy con đi con thấy một người phụ nữ giống y chang má luôn, mà đi với một người đàn ông lạ quắc à. Mà hai người đó đi khách sạn ở ngoài đầu ngõ á. Thì người giống người thôi, con sao đâu con. Ủa mà nè, nghe má hỏi nè. Dạ. Mày đi đâu vô trong đó mà gặp tao? Mày đi đâu vô trong đó mà gặp người giống tao? Con đi chơi. Con đi chơi với bạn mà má. Đi ngang đó rồi thấy à. Không phải má thì thôi. Lẹ lên đi. Làm gì phải lẹ, từ từ chứ. Lẹ cho nó té hả? Kêu tôi ra đây làm gì? Nói gì đâu, chỉ gặp bà để mượn bà ít tiền thôi. Cái gì? Mượn hả? Mượn hay là xin? Lần nào ông mượn tiền tôi ông có trả không? Bài đặt mượn mượn. Biết rồi còn hỏi nữa. Tôi hết tiền rồi. Câu này sao quen quá, nói câu khác đi. Câu này tôi nghe riết tôi nhàm. Bà nói chuyện giống như con nít vậy, sao tôi tin được. Trời đất ơi, bà vừa có chồng giàu, vừa cặp đại gia nữa. Bà nói không có tiền ai tin. Nè. Nè, nè cái gì, tôi nói cho bà biết. Biết điều á thì mọi chuyện êm xuôi. Còn nếu mà không biết điều á thì dễ lắm. Tôi sẽ gặp ông Hai Lợi và nói chuyện bà với ông Thao. Cái chuyện đó ai chết biết liền à. Mệt quá. Biết mệt thì thôi đi. Nè, bà tưởng tôi nói phải. Tôi còn có nhiêu đây thôi đó. Hết rồi. Bà nghĩ nhiêu đây để làm gì? Trời ơi, nhiêu đây để bịt miệng tôi đó hả? Tôi thật sự hết tiền rồi. Giang kìa, quá trời kìa. Ông điên hả? Cái này là của Hai Lợi sắm cho tôi. Nếu bây giờ tôi đưa cho ông á, Hai Lợi hỏi tôi đâu, tôi biết đường đâu mà trả lời. Tôi không có biết. Tôi nói một câu xanh dờn vậy luôn nè. Bây giờ biết điều thì mọi chuyện để em xui. Còn không hả, tôi nói hoạch tẹt ra tôi chết hết cả đám luôn. Tôi không sợ đâu. Ai sợ biết liền.
Vậy bữa nữa đi. Hứa là nhớ nghe. Lo cho có đi, vài bữa nữa tôi quay trở lại. Không có, đừng có trách thằng này nha. Cái thứ cục hồ cái đáng gì đâu á. Nè, ai vậy? Ông ba đĩa. Thằng này thằng nào coi dữ dằn quá vậy? Hỏi chị. Kỳ cục à, chuyện gia đình người ta cũng xí xí vô. Thằng đó là em họ của tôi, mượn tôi ít tiền được không? Yên chuyện đi công chuyện. Em họ, người nhà thì tiền đứa trong nhà, mất mới ra đây lén lén lúc lúc. Anh bây giờ sao rồi? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Đang đợi từng ngày không? Bà có số điện thoại của anh ta không? Thử gọi cho anh ta coi làm sao. Chứ bây giờ hả, bụng mang dạ trưởng vậy nè mà cứ buồn rầu hoài à, không có tốt đâu. Tôi mà biết là tôi đã liên lạc rồi, đâu có để vậy đâu. Mà không chừng bây giờ chắc là có người khác rồi. Thôi, bà đừng có bi quan vậy. Nếu như mà yêu nhau thật lòng á, ông trời ông không có phụ bà đâu. Rồi bà sẽ được sống hạnh phúc thôi. Ừ. Thằng Đồng. Alo, bác này con. Má ăn thơm. Sao? Được rồi, được rồi. Để bác nói với nó nghe. Chào con. Thằng Đồng. Ghê nha. Ghê gì? Quen với thằng Đồng ha, tình cảm ha, vậy mà dám giấu không cho má biết nha. Tại sao không kể cho má nghe? Thì tại vì mới quen thôi à, chưa có kịp kể cho má biết. Trời đất ơi, phải nói cho má biết chứ. Mà rồi sao, tình cảm hai đứa tiến tới mức độ nào rồi? Ê, khỏi nói, nhìn cái mặt là biết rồi à. Nghe nói hẹn tới chỗ cũ là biết tình cảm tụi bay tới đâu rồi. Nè, cố lên nghe con. Thằng Đồng nó giàu lắm nghe con, thưởng phước đi nghe con. Má này, nói gì đâu má gì, thiết à. Thôi, đừng chọc ta mà. Thôi, má không chọc đâu, đi vô đi nghe. Dạ. Cố gắng lên nghe con. Má đi đi. Má đi đây. Dạ, anh dùng thêm gì nữa không? Được rồi, chúc anh gọi. Dạ, chúc anh ngon miệng. Ngồi đi. Dạ. Ủa, anh à, có chuyện gì không vậy? Hình như là tôi thấy anh không có được khỏe. Anh sao vậy? Chuyến hàng vừa rồi của tôi với bà đã lỗ sạch. Hả? Cái gì lỗ? Sao anh nói với tôi là chắc ăn lắm mà? Bà cũng biết mà, trong kinh doanh chuyện lời lỗ là chuyện bình thường.
nên bà đừng quá đau lòng. Thua keo này mình bại keo khác, thất bại là mẹ của thành công. Qua cái chuyến hàng bị lỗi vừa rồi, tôi đã rút ra cho mình một kinh nghiệm. Và tôi khẳng định với bà, tôi sẽ không bao giờ để cho trường hợp này tái diễn xảy ra một lần nữa đối với bản thân của tôi. Bây giờ có một cách như thế này, mình bỏ vốn nhiều hơn, tôi chắc chắn với bà là chuyến hàng lần này tôi sẽ lấy lại cả vốn lần lời của chuyến hàng vừa rồi mình đã bị lỗ. Bà nghe lời tôi đi. Vốn đâu nữa mà bỏ. Bà có cách mà. Bà suy nghĩ đi. Tôi nói cho bà nghe, ra kinh doanh mần ăn á không phải là chuyện dễ. Đằng này bỏ ra một cái số vốn to như vậy, cái phần rủi á nó nhiều hơn. Tôi thì tốt nhất là bà đừng nên làm. Nói nghe nè, lần trước á là xui gặp rủi ro thôi, nhưng mà tôi hứa với ông lần này á là thắng chắc, thắng lớn luôn á. Vấn đề ở đây á, tôi nói bà là bà đang mạo hiểm, bà hiểu không? Cái số vốn lớn quá lớn mà. Rồi bây giờ làm sao? Ý của ông á là có cho tôi mượn tiền để tôi mần ăn, tôi hùng hạp bạn bè hay không? Không cho chứ gì? Ông không tin tưởng cái khả năng mần ăn của tôi, hay là ông sợ? Ông sợ tôi mần ăn tôi thành công quá rồi tôi vượt mặt ông? Cái vấn đề không phải là chỗ đó. Nhưng mà làm ăn không phải dễ. Tôi nói bà sao bà không chịu hiểu vậy? Tôi không có đưa. Rồi bây giờ thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ á, ông không cho tôi mượn tiền chứ gì? Vậy thì ông đưa phần con thôi cho tôi đi. Cái gì? Ý bà là sao? Ý của tôi á là con Thơm nó cũng là con của ông, đúng không? Thì trước sau gì á ông cũng chia gia tài cho con tôi. Thì bây giờ ông đưa trước đi, ông đưa trước cái phần ông chia đi, để cho mẹ con tôi làm ăn. Bà nói vậy mà bà nghe được đó hả? Sao không được? Tôi còn sống sững sờ sờ ở đây mà bà đòi chia của là bà chia cái gì? Là ý là tôi mượn trước thôi, tôi mượn trước thôi. Những cái đó là những cái phần mà mẹ con tôi được hưởng mà. Dẹp, không có cái gì hết. Tôi nói rồi đó, tôi lấy phần của ông Thơm đó. Bà không có ông bà gì đây hết á. Thì ra là bao nhiêu năm sống với mình cũng chỉ nghĩ về cái gia tài này thôi. Lòng dạ đàn bà. Tiêm kìa, bây giờ sao? Chẳng lẽ anh nhảy xuống sông á? Chết rồi. Bên tôi cũng đang bè bờ đây. Em vô bụi núp với anh không? Trời ơi, lu bu quá, quên mất tiêu rồi. Ráng bè đi, bị nó đang trổ mà. Dạ bác hai. Ủa mày hả? Dạ con, dạ bác hai. Đi đâu hả? Dạ bác hai. Dạ. Ủa trời, dạ bác hai ở đâu vậy bác hai? Là Thảo Mường, mà nắng quá, nước lúa nó đang trổ mày ơi. Dạ. Mày đi đâu đây? Dạ con cũng đi vòng vòng dọc bờ sông chơi hóng mát. Trời này mày cũng tỉnh táo quá ha. Trời thì đi hóng mát. Dạ bác Hạc khỏe không? Cũng khỏe, thôi đi đi. Tao dạ. Đi qua về cái có chuyện cái. Dạ. Dạ hình như hồi nãy cô đi qua quán dì Mai á bác hai. Còn đi qua con thấy dì Mai hình như thù hằn bác hai gì á. Dì Mai đốt Phong Long luôn. Không biết bác hai có làm gì dì Mai giận không á. Vừa đốt cái dì Mai kêu lợi qua cái dì Mai nhảy qua nhảy lại luôn. Thì ghê lắm. Cái gì? Bà dám đốt Phong Long tao luôn hả? Dạ. Bà này quá lắm rồi. Thôi được, để tao chạy qua bển, tao mừng việc liền mới được. Không có để yên vậy được. Dạ, bác hai lẹ đi bác hai. Ừ. Dạ. Ê. Dạ biết. Mày làm gì mày ngồi đây? Đừng nói với tao mày đi bắt chước thằng khùng kia, mày đi hóng mát luôn nha. Dạ đúng rồi tía, ngồi để mát quá trời luôn á tía. Dạ người đi người ngồi. Dạ. Nè bạn. Dạ. Tao nói cho mày nghe nha. Dạ.
Mày làm cái gì thì làm, mày đừng để người ta bà con hàng xóm người ta dị nghị nha. Mày á là mày đang tìm hiểu con Mận, mà hễ có con đào ở đâu á là mày xuất hiện chỗ đó là sao? Tao thấy nó kỳ kỳ rồi đó. Trời, tía 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 nha. Tía hiểu lầm rồi tía. Không, dạ. Không có không phải mà tía. Không phải đâu, tại cái này cũng vô tình gặp nhau thôi hả? Dạ, bờ à. Sông, bờ sông có một khúc hả? Dễ gặp. Chứ Mận gì Mận chứ tao coi là không đặng rồi đó. Nghe không? Dạ. Mát mẻ gì mà ra đi ngồi. Ừ. Dạ, vậy thôi con về với tía hen. Bác hai bác này đi lẹ đi, không thôi là đốt phong long ở bên kia. Không, bây giờ con không có về được. Mày về sao đi, tao chạy qua bên chỗ bà Mai coi xử lý cái vụ việc mà đốt phong long tao. Đúng rồi bác hai, thứ đi lẹ đó bác hai ơi. Tía đi thông thả nha tía. Cẩn thận nha. Sao vậy tía? Ở đây ngó vậy chứ không có ổn lắm đâu. Thằng đó mà tao còn chưa tin á. Dạ. Trời ơi. Ui da, nói gì lâu quá vậy. Trời ơi, đi rồi, đi rồi. Tao phải bài cái cách này. Nãy giờ nó xạo không á. Hai người trốn đi đi. Tại hai người mà tôi mang tiếng luôn thấy chưa. Trời, hên quá à. Mà ở đâu ra xuất hiện thình lình mà giúp hay vậy? Tao bảnh nè, coi nó khùng khùng vậy chứ nó được lắm á. Nó đi bảo vệ anh với em đó. Khùng, nãy giờ khùng đi đầu hả? Với Hùng. Hả? Nè, đi lẹ đi. Ông về ông nói với con Mận á là tao gặp viên đào hoài á là chết luôn á. Ờ biết rồi. Trời má ơi, kiến cắn muốn chết luôn vậy đó. Cảm ơn tao hỏi nè, cái cảm ơn. Trời ơi, đi đường đi đường này hả? Chạy 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 đi. Chạy đi, đi đi. Anh. Dạ 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 dạ. Cho ly cà phê đá không đường coi. Đợi một chút. Nhanh nhanh đi. Đây, tới đây, tới đây. Cái gì mà mặt mày quẫu đeo vậy cha? Mà ngây thơ quá. Mà làm như bà không biết cái gì vậy? Ủa, biết cái gì? Bà đừng nói tôi là bà không biết thiệt nha. Ủa, chuyện gì chứ? Tự nhiên nói biết không biết. Mà chuyện gì ông nói cho tôi nghe coi. Tôi ăn ở đường hoàng lắm, mà tại sao người ta lại đối xử với tôi như vậy? Ủa, ha, cái quân ngũ nào mà nó dám đối xử với ông như vậy? Ông nói tôi nghe coi nè. Còn cái quân ngũ nào? Bà đó chứ ai? Gì? Tôi làm gì trời? Tôi làm gì? Tôi làm cái gì mà bà phải đốt phong long rồi bà kêu tên tôi ở cổng? Tôi đốt phong long ông hồi nào? Ông nói lại nghe coi, tôi đốt phong long ông hồi nào? Thằng Tám Bảnh mới nói với tôi nè. Hồi sáng này Tám Bảnh có tới đây đúng không? Có. Đó, nó chứng kiến tận mắt nè. Bà đốt phong long rồi bà kêu tên tôi nè. À, cái gì qua nè, lợi nè, lợi nè, qua nè, lợi nè. Cười cái gì, sung sướng quá mà. Mắc cười quá à. Ông á, bỏ cái tội á, nghe chưa có rõ mà la làng la xóm. Cái miệng ông á, cái chuyện gì á, người ta nói á thì nghe cho rõ đi, la bài hải à. Hồi sáng này á, tôi có đốt phong long, nhưng mà tôi buồn quá, tôi đốt phong long rồi tôi nhảy qua. Tôi nói nhảy qua nè, rồi nhảy lợi nè, nhảy qua nè, rồi nhảy lợi nè, cái đó vui. Giờ ông hiểu chưa? Thì ra là vậy đó hả? Ờ. Trời ơi, coi cái mặt kìa. Hồ đồ. Thôi thì cho xin lỗi. Cà phê sao đắng ngắt vậy? Thì biểu người ta đừng có đường rồi hô đắng. Tôi giận quá mà. Cái vụ mà bà đốt phong long mà kêu lợi 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 đó. Hồ đồ, nói tào lắm. Thôi, cho xin lỗi đi. Mà chuyện gì mà ông căng thẳng quá vậy hả? Thấy ông á, mặt ông buồn lắm rồi đó. Bà làm sao rồi? Ui, thì bà Năm Ngọ nhà tôi đó. Thì bà làm sao? Thì bà kêu tôi đưa vốn cho bà Hùng Hạp làm ăn. Ừ. Đó, mấy lần đầu á thì cũng còn có lời chút đỉnh. Ừ. Rồi bây giờ bà nói là làm ăn không được, thua lỗ mất trắng hết rồi. Giờ bà đòi lấy tiền nữa.
tôi không biết tính sao đây. Ôi thì chuyện làm ăn mà, không có kinh nghiệm mà, thì có thua rồi mới có thắng. Thôi từ từ ông khuyên giải bà coi. Bà biết tính bà mà, khuyên giải bao nhiêu á, bà cũng không có chịu nghe đâu. Thôi giờ vậy, nếu mà ông khuyên bà hoài mà bà không nghe á, thì ông không đưa tiền, bà cũng không làm gì được ông hết trơn á, đúng không? Chắc vậy quá. Ừ. Nhưng mà không đưa á, thì thấy gia đình cứ mâu thuẫn hoài, cũng khó xử ghê. Ừ, thì mới thì mâu thuẫn, mà đòi đòi hoài riết không được thì thôi, chứ có gì đâu, không lo làm chi cho nó mệt, phải để không? Thử coi. Ừ. Giờ thêm miếng đường cho nó ngọt hen. Ha. Ừ. Thảo quả rồi ha. Rồi, cà phê có đường đây, ngọt lắm đây, uống miếng đi cho nó mát. Sao ngọt dữ vậy? Thì ngọt giống như tôi vậy đó. Ý tôi nói là vậy đó. Ừ. Ngọt từ trong lòng mà ngọt ra. Ngồi đi, có gì không? Không uống. Không uống cũng phải trả nè. Lụm. Nè, lần này là lần cuối cùng đó, tôi hết tiền rồi. Đổi câu khác đi, câu này nó nói hoài. Ừ, vậy thì tôi đổi câu khác nè. Lần này là thật đó, tôi mới vừa mà ăn thua lỗ. Tiền của ông Hai Lợi á, tôi không có rút ra được. Tôi bây giờ giống như chết đứng vậy đó. Thiệt không? Sao không thiệt? Bà kẹt thiệt đó hả? Ủa vậy? Ông Lợi không có giúp được cho bà gì hả? Không. Vậy tại sao bà không làm theo ý của ông Thao đi? Bà phải mở rộng tương lai của bà chứ. Ờ, tôi nói cho bà biết nha. Cứ cái tình trạng này mà kéo dài hoài á, không có gì trám miệng tôi lại á, thì hậu quả xấu nó xì lúc nào tôi không biết à nha. Mệt quá. Ừ. Gì nữa? Trả tiền cà phê. Nè. Lời. Tiền cà phê. Má. Má. Trời ơi. Má. Con quỷ, làm gì hết hồn vậy? Nãy giờ con kêu má mà không trả lời con gì hết trơn. Bộ má có chuyện gì hả? Tự nhiên thất thần vậy? Má hồn vốn làm ăn với người ta, bây giờ á bị thua lỗ nặng rồi, không biết á tìm đâu ra tiền để làm ăn lại đi nè. Bởi vậy con nói má rồi, ra mần ăn chi cho nó thua lỗ, ở nhà ăn sung mặc sướng có thiếu gì đâu. Tội tình gì á phải ra làm chi cho nó mệt cái thân vậy? Mà hay quá ha. Bây giờ má không làm á thì lấy đâu ra cái vốn riêng để mai mốt má con mình còn sống nữa chứ. Con nói với má không có cần đâu. Má cứ hả ở nhà ăn sung mặc sướng đi, chứ má làm suốt ngày thua lỗ không à. Ủa thì cuộc đời mà mày, làm ăn á thì phải có lúc thắng lúc thua chứ. Nhưng mà vấn đề là ở trước mắt nè, má toàn là làm thua không à, có bao giờ má ăn được đồng nào của người ta đâu. Ê mày nói chuyện sao riết mày giống bà nội tao quá vậy? Nói chuyện với má mày kiểu đó đó hả? Ừ, thì con nói vậy thôi. Bỏ xuống đi. Ừ. Gái lướt ngồi kiểu thấy ghét. Nghe gì không? Điện thoại rang kìa. Con có điện thoại không nói chuyện với má nữa. Ừ, cái con này.
Rồi, em biết rồi. Ừ, anh chờ em tí xíu nha. Em thay đồ một cái hả, rồi em ra liền à. Ê, ra hẹn hò với anh Đồng ở đâu? Dạ, thiện vợ anh Đồng anh hẹn con ra ngoài quán nói chuyện. Ừ, nghe má nói nè, bây giờ coi như con với anh Đồng hai đứa là người yêu với nhau rồi. Thì con nói với nó là cho má một ít tiền đi. Ờ thôi, mượn đi cũng được. Mượn ít tiền để má kiếm vốn má làm ăn nha con. Má, má nghĩ sao vậy? Con với anh Đồng mới quen, bây giờ mượn tiền hả là anh chạy mất dép luôn hả? Chưa kịp lấy tiền là người ta đã chạy rồi. Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Thôi vậy đi, hay là bây giờ con xuống con nói với tía con á, cho má một ít tiền để má mừng ăn lại. Nhưng mà con đừng nói cho tía con biết á là xin cho má nghe, mà con nói là xin cho con để con muốn mừng ăn cái gì đó, được không? Thôi, tự nhiên xin tía thì má xin đi, tự nhiên má suối con xin. Tao xin rồi mà ông không có cho. Trời ơi, tía không cho má làm sao tía cho con được. Thì thì con nói gì nè, con nói là con xin tiền của tía, là coi như là con xin cái phần thừa kế của tía dành cho con sau này. Rồi coi như bây giờ con lấy, mai mốt con không lấy nữa. Đi con, giúp má đi, giúp má kiếm vốn mà ngăn lại. Tiền của con cũng là tiền của má, tiền của má cũng là tiền của con sau này mà. Rồi, rồi, má để bây giờ để con bình tâm cái đầu của con lại. Rồi hả, con sẽ suy nghĩ coi là con có thể xin tía cho má để giúp đỡ má hay không. À, má làm ơn đi ra ngoài để cho con thay đồ cái nha. Con có hẹn rồi. Đi, đi đi má. Ráng giúp má nghe. Thì má đi đi con tính sao? Ờ, chỉ có má con mình thôi đó. Giờ má đi giùm con đi. Ráng nghe. Suốt ngày cứ tiền, tiền. Trời ơi, hết hồn với día hả? Muốn gì vô nhà nói chuyện, đứng ngoài lấp ló làm hết hồn với día à? Không biết có chuyện gì nữa không đây trời. Cái gì mà mặt mày đăm chiêu dữ vậy trời? Bà, hồi đó giờ bà có nghe bà Năm Ngọ bà nói là có em họ hay anh họ gì không bà? Em họ, anh họ hả? Không, nhưng mà cái gì? Tôi thấy bà đi đưa tiền cho một cái người mà đàn ông mà trạc tuổi tôi vậy nè. Rồi tôi lại bà nói người đó bà giới thiệu là em họ của bà. Mà sao tự nhiên thấy thái độ lo lo lắng lắng sao? Sao tôi thấy nghi nghi đó. Ông ơi, lo chi cho xa vậy? Nhiều khi bà muốn cho tiền nhưng mà ngại người ta thấy, vô tình ông thấy bà sợ, sợ ngại ngại vậy thôi. Ủa, thí dụ như ở gia đình em họ hay dòng họ của mình thì đưa tiền thì đưa tiền, làm gì lắm lan lắm lét rồi sợ sệt. Cái này sao tôi nghi quá. Rồi nghi gì nữa đây? Bà, có khi nào đây là nhân tình của bà không? Trời ơi ông ơi, nói bậy bạ không à? Ông muốn làm cái suy diễn cho người ta. Tôi nghi lắm. Bà không à? Đây nè, chuyện nhà mình đây nè, ông nghe tôi hỏi đừng có lo chuyện thiên hạ nữa. Sao? Ông thấy thằng Đô La con mình lớn chưa? Nó lớn rồi. Là nó tới cái tuổi mà cặp kè lấy vợ được rồi phải không? Nói nghe, tôi có bà bạn, bà có nhỏ gái dễ thương hết sức luôn rồi đó. Tôi định kêu nó qua bển coi mắt rồi cưới cho nó. Ông thấy thì sao? Ông thấy thì sao? Cái gì ta đang đâm nút ông làm vậy? Xong mà cho tôi mượn nghe. Ông làm gì? Tôi luyện lại tôi xỏ kim con dù ngon như ngày trời xưa. Trời ơi, tôi mệt ông quá. Ông nghe tôi hỏi đi nè. Gì? Cái gì đâu không à? Chuyện Đô La hả? Thằng Đô La cưới vợ cho nó ông thấy sao? Bà muốn vậy á, bà hỏi ý kiến của nó trước coi. Trời ơi, phải hỏi ý kiến nó nữa hả? Nó là con mình mà. Bà không nghe ông bà mình nói hồi xưa hả? Nói gì? Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ nó ngược lại rồi, con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Nhưng mà áo mặc sao qua khỏi đâu? Có chứ,
Có gì? Áo mưa. Ơ trời,